Đây là bộ phim mà bạn phải nhắm mắt khi xem. Trong một thanh lâu, hai ngón tay cô gái mân mê ngực chàng trai và luôn miệng gọi: "Công tử tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi mà." "Công tử làm sao vậy?" Bàn tay cô vẫn không ngừng vuốt về cơ thể chàng trai. Bỗng dưng chàng trai mở hai mắt tròn xoe: "Mình đã xuyên không rồi sao? Đây là triều đại Đại Hưng sao?" Thấy chàng trai đã tỉnh dậy, cô gái nhẹ nhàng nâng chàng dậy, nói chàng dọa thiếp sợ chết mất. Thiếp cứ tưởng là chàng Thượng Mã Phong chết queo rồi cơ. Vừa nói cô nàng vừa sán lại người chàng mân mê cơ thể ấy và hỏi chàng có muốn tiếp tục quẹt thẻ nữa không. Cô gái với cơ thể trắng nõn, hai bầu ngực căng tròn mút mù mục cứ sáp lại gần khiến chàng thấy nóng răn người. Chàng trai tên Xuân Tử này nghĩ bụng, tiếp trước đến lúc chết mình vẫn là uy bu lò. Lẽ nào kiếp này ông trời đã ban thưởng cho ta sao? Cô nương đảm đang đè hắn nằm xuống và luôn miệng gọi công tử ngọt sớt. Làn da mịn màng căng bóng không một vết muỗi đốt. Vừa nghĩ Xuân Tử vừa đưa tay mân mê lên làn da ấy. Bàn tay cô nương kia đưa lên khuôn mặt hắn, vuốt ve nhẹ nhàng từ đôi mắt xuống miệng khiến anh thấy nóng ran cả người. Cô mơn trớn cơ thể chàng trai và khen chàng giỏi thật. Nghe vậy chàng trai không kiềm chế được nữa, liền vật cô xuống và hôn hít lên cổ, lên bầu ngực tròn đầy kia. Đang tận hưởng sự sung sướng thì bỗng có người đẩy cửa xông vào. Ông là ai? Câm mồm, Thúy Kiều đêm nay là của ta, nếu còn nói thêm ta sẽ giết chết nhà bay. Đúng lúc này đội cầm y vệ tới bắt quân giặc làm phản, tất cả mọi người đều phải tránh đường. Quân phản tặc to gan còn chưa trói tay và chờ bị bắt, đội trưởng hô to: "Người đâu đến bắt hắn cho ta?" Đội cầm y vệ người nào người nấy rút gươm ra khiến Xuân Tử khiếp vía. Người đàn ông vào trước giờ ra tấm lệnh bài của hoàng thượng: "Ông tưởng lỗi lệnh bài giả ra mà ta tin sao?" Nói rồi sau vài đường võ cơ bản thì người đàn ông này đã nằm gọn trong lưỡi gươm của đội cầm y vệ. Xong xuôi nhìn hai con người kia trên giường, đội trưởng liền hô bắt cả hai đứa đồng bọn khó coi này đi. Thấy sắp bị bắt, bọn họ vội vàng thanh minh rằng cả hai đâu có quen nhau. Sau vài giây giằng co, chàng trai đã lăn đùng ra giường bất tỉnh. Khi anh tỉnh dậy một lần nữa thấy mình đang ngủ cùng một cô gái. Cô gái thấy vậy hét lớn. Xuân Tử nghe thấy tiếng hét giật mình tỉnh dậy, lẩm bẩm mình đang được đưa vào cái tình huống may mắn gì vậy, sao cứ tỉnh dậy là đang ngủ cùng gái đẹp cơ chứ. Nghĩ vậy Xuân Tử nhẹ nhàng quay lại người đẹp này. Chưa dứt câu anh bị cô gái chửi là đồ vô liêm sỉ rồi còn bị đấm chảy máu mũi: "Tại sao ngươi lại trên giường của ta? Ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi, đồ khốn nạn." Nghe vậy anh ngáo ngơ nhìn quanh và nghĩ đây là hoàng cung thật sao. Xuân Tử tò mò: "Cô thực sự là phi tần của hoàng thượng sao?" Anh vội vàng đứng dậy mặc đồ: "Ngươi chỉ là một thái giám." "Ê khoan, cô nương cứ từ từ nha." Hắn quay ra vạch quần nhòm nhòm xem của quý của mình còn không rồi lẩm bẩm: "May quá vẫn còn." Lúc này Xuân Tử tự tin quay sang bảo: "Cô nói cái gì vậy? Ta không phải là thái giám đâu nhé." Cô nhìn hắn với ánh mắt thách thức: "Vậy ngươi chứng minh cho ta thấy ngươi không phải là thái giám đi." Xuân Tử cũng lém lỉnh không kém: "Nếu cô muốn chứng minh thì để tôi cởi quần áo ra cho cô xem." Nghe vậy cô ta liền rút thanh gươm trên đầu giường kề vào cổ Xuân Tử, cởi quần ra. Xuân Tử ngạc nhiên: "Cởi thật sao?" Cô ta lại ham dọa: "Ngươi mà không cởi ta sẽ chặt ngươi ra 8 khúc ngay bây giờ." Anh hốt hoảng: "Cởi thì cởi, nhưng mà cô đừng có hối hận đấy." Nói được làm được, hắn kéo quần xuống cái phịch. Cô ta thấy vậy xấu hổ quá: "Ngươi mau mặc quần lên ngay." Cô bảo: "Tôi cởi thì tôi cởi, mà bảo tôi mặc thì tôi mặc. Tóm lại cô coi tôi là cái gì vậy?" Bỗng nhiên cô gái nằm phịch xuống giường: "Cô lại làm sao đấy?" Ta bị kẻ xấu cho uống xuân dược rồi." Cô nàng thở hổn hển rồi vuốt ve lên gương mặt hắn. Anh nghĩ bụng đây nhất định là âm mưu. Hai người bị ném lên cùng một chiếc giường. Cô ta còn bị hạ thuốc kích thích, như vậy là chắc chắn có người muốn hãm hại hai người họ rồi. Cô hổn hển: "Anh ôm chặt tôi đi, hôn tôi đi." Xuân Tử nghĩ bụng làm sao mình có thể chịu được đây. Nhìn vào bộ ngực trắng nõn đang thở phập phồng của cô ta, thôi chết thì chết. Xuân Tử nhắm mắt định cúi xuống hôn vào cổ cô thì có tiếng nói vang lên: "Nương nương không sao chứ? Các người ở ngoài chờ đi, đừng có vào." Cô ta lấy ra một lọ nước hoa gì đó hít một hơi. Hóa ra mỗi lần cô nóng lừng lại phải hít thứ này sao? Hay là để tôi không để cho hắn nói hết câu. Cô lầm hắn: "Câm mồm lại, mặc quần lên ngay. Chuyện ngày hôm nay không được để hoàng thượng biết, nếu không cả hai ta sẽ chết, hơn nữa còn bị tru di cửu tộc." Xuân Tử lầm bầm: "Chuyện gì thế này không biết, vừa mới xuyên không tới còn chưa được hưởng thụ đã tèo rồi, liệu cô có giết người diệt khẩu không đấy?" Quỳ xuống: "Gọi ta là Hương Phi nương nương." Xuân Tử cười ha hả: "Đầu gối đàn ông rát vàng chỉ quỳ dưới trời đất và cha mẹ thôi. Cô bảo tôi quỳ đằng sau cô thì được, ngươi là một thằng thái giám giả, đúng là cũng vô cùng can đảm đấy. Coi như ta không giết người nhưng ngươi cũng chẳng giấu được lâu đâu. Hậu cung này làm gì có thái giám nào không bị thiến." Xuân Tử giật mình: "Nếu cô mà không nói ra chuyện này thì làm gì có ai biết. Để trời tối tôi sẽ rời khỏi hoàng cung, còn cô tiếp tục làm quý phi, hai người chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Hoàng cung đâu phải có thể tùy tiện ra vào." Hắn sốt ruột: "Chẳng nhẽ tôi phải ở đây chờ chết sao?" Đúng lúc này có tiếng thị vệ hô hoàng thượng đến. Xuân Tử lẩm bẩm: tiêu rồi, sau đó vội thu quần áo: "Cô có thể giữ bí mật cho ta không? Nếu hoàng thượng mà biết trong cung của cô có giấu một người đàn ông thì cửu tộc nhà cô cũng không giữ được mạng đâu." Hoàng thượng cùng đoàn nô tỳ bước vào phòng của Hương Phi hỏi cô có sao không, vì người nghe nói cung Hoa Hiến có thích khách.
Xuân Tử đang đóng vai là thái giám, nhìn thấy hoàng thượng anh lẩm bẩm, hóa ra đây là hoàng đế cổ đại ư, nhưng sao mà nhìn giống con gái thế nhỉ? Tên nô tài to gan kia, mau cúi đầu xuống. Hoàng thượng hỏi đã bắt được thích khách chưa? Bắt được sẽ tùng xẻ xử tử thích khách. Hương phi bẩm hoàng thượng, không có thích khách, chỉ là có một con chuột đen to đã dọa thần thiếp thôi, nên thần thiếp sợ quá mới hét thất thanh như vậy. Hoàng thượng bảo cung hoa hiến sao lại có chuột? Người quay sang bảo đám nô tài đúng là vô dụng, để trong cung xuất hiện chuột. Hoàng thượng gọi người tới tính kéo tên tiểu thái giám này ra chém đầu. Hương phi vội vàng ngăn cản, anh ta là người ở phòng sách đến để đưa đồ cho thiếp. Khi nghe tiếng hét, anh ta là người đầu tiên chạy vào bắt chuột ạ. Xuân Tử run sợ, đúng là như vậy ạ. Thôi thì để tính Hương phi nên chậm tha cho ngươi. Nghe vậy anh vội vàng cúi đầu cảm ơn ân điển của hoàng thượng rồi nhanh chân chạy mất. Vừa đi Xuân Tử vừa lẩm bẩm, hoàng thượng quỷ gì hung ác vậy, lại còn muốn giết người nữa. Đi được vài bước thì anh bị lão thái giám chặn lại, hỏi ngươi ở đâu ra, sao mà không biết quy tắc gì vậy. Xuân Tử vội bảo mình là người của phòng sách. Lão thái giám lẩm bẩm, hóa ra là thuộc hạ của Trần Bình, ngươi nhớ tối nay đến hầu hạ công chúa tắm đó nha. Xuân Tử nghĩ bụng, chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra vậy, sao mình lại may mắn xuyên không số hưởng như vậy cơ chứ. Tối đó tại cung Tuần Chiêu, tầm cung của công chúa cởi bỏ trang phục và ngâm mình vào bồn tắm dài đầy hoa hồng, cô nhẹ nhàng mân mê những cánh hoa và thư giãn. Xuân Tử đứng đó liếc mắt nhìn trộm rồi nghĩ bụng, công chúa thật quyến rũ quá. Đang lơ mơ thì công chúa bảo anh đưa thêm ít nước nóng cho cô, vừa đổ nước anh vừa nghĩ, ôi cái đùi này, cơ thể này. Thấy anh nhìn công chúa chằm chằm, nô tỳ bảo ngươi nhìn cái gì mà nhìn, mau cút ra ngoài. Tiểu đào hồng, không sao đâu, hắn ta chỉ là một tên thái giám thôi mà. Xuân Tử đang lười biếng chui vào phòng củi trốn việc thì từ cửa sổ có một thằng mặc đồ đen nhảy vào. Tham kiến minh chủ, anh hỏi cậu ta là ai. Minh chủ cái gì thế? Tên áo đen tiến lại kéo anh đứng dậy và nói, người là Ngụy Vương Trung Ngô Hàng Thuận, là minh chủ của 6 nước. Chúc mừng người đã đột nhập hậu cung của Đại Hưng Quốc thành công. Liên minh 6 nước đã bắt đầu tiến đánh Đại Hưng Quốc rồi. Một cuộc chiến đẫm máu sắp bắt đầu ạ. Chỉ cần anh ngăn cản được. Tên áo đen chưa nói xong anh liền nghĩ, thân phận thật của mình bây giờ vậy cơ à. Ê đại hiệp, có thể đưa tôi ra khỏi đây trước được không, chứ tôi không thể ở lại hoàng cung này được nữa. Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tôi không chịu được. Không được đâu, vì bắt đầu ngài là người hiểu thấu thân phận hoàng thượng của Đại Hưng Quốc là phụ nữ. Ngài còn nói muốn thắng dễ như trở bàn tay, thì chỉ cần cưới cô ta là có thể sáp nhập Đại Hưng Quốc, hoàn thành ý nguyện to lớn là hợp nhất 7 cường quốc. Bây giờ anh vào hậu cung của Đại Hưng Quốc rồi, hy vọng sớm hoàn thành mục tiêu để cứu nhân loại khỏi sự đau khổ của chiến tranh. Ngài chỉ còn thời gian là 3 tháng, nên hy vọng ngài sớm hoàn thành, nếu không các nước sẽ nổi loạn. Còn bây giờ thuộc hạ phải quay về để báo tin cho các nước khác. Vừa dứt lời đại hiệp liền biến mất nhanh chóng. Anh nhìn theo nghĩ bụng, nhảy cao thế không sợ ngã chết sao, đồ thần kinh, sao ta có thể hoàn thành được kế hoạch ấy chứ. Anh lẩm bẩm mình phải đi khỏi đây thôi, không thể ở đây thêm được, ở đây có khi mất mạng. Xuân Tử mở cửa ra thì thấy mấy tên thị vệ nằm như ngả dạ dưới đất. Anh lẩm bẩm, ôi trời ơi, chết người thật rồi, phải mau chóng chạy thôi. Nói rồi anh chạy vào một căn phòng để nấp trong đó rồi tính tiếp. Đột nhiên có một người phụ nữ bịt mặt xông ra kề dao vào cổ anh, không được động đậy, nếu không thì mạng người cũng không còn. Anh lẩm bẩm, thật xui xẻo, sao mà trong cùng làm thích khách vậy không biết, muốn giữ mạng thì ngậm miệng lại. Vừa nói xong thì cô ta liền nhận ra anh chính là tên thái giám giả mạo. Anh khóc lóc, sao mà số mình khổ thế này, ông trời ơi sao lại đen đủi thế này. Cô gái đột nhiên ngã khuỵu xuống, anh ngồi xuống kéo khăn che mặt ra, hóa ra là Hương phi nương nương. Vừa lúc ấy có tiếng người nói vọng ra kêu mọi người phối hợp lục soát tìm thích khách. Xuân Tử vội vàng hỏi cô làm thế nào bây giờ. Hương phi bảo người họ muốn tìm là cô, anh mau đi khỏi đây đi, nhưng cô đang bị thương nên anh không nỡ rời đi. Hương phi lại kề dao vào cổ Xuân Tử bảo, còn nói nữa cô sẽ giết anh. Hai người giằng co nhau, anh bảo Hương phi nếu không muốn chết thì hãy nghe lời. Anh giữ cô lên giường và đang định cởi chiếc thắt lưng của cô ra thì cô tát vào mặt anh một cái và hỏi, ngươi lại muốn chiếm lấy ta sao. Xuân Tử bảo không cởi quần áo ra thì cứu cô kiểu gì, mau lên. Hương phi đành nghe lời. Ngoài cửa có tiếng gọi lục soát thích khách, mau mở cửa, nếu không mở bọn ta sẽ xông vào. Vừa nói xong họ tự mở cửa xông vào luôn. Ngươi có nhìn thấy thích khách không? Thích khách ở đâu cơ, ta không nhìn thấy. Mau cho ta lục soát phòng. Xuân Tử vội bảo căn phòng nhỏ này nhìn một cái là thấy hết rồi thì còn lục cái gì nữa. Nói rồi thị vệ nhấc chiếc chăn đang trùm trên người Hương phi ra. Anh cười gượng bảo, đây là cung nữ Tiểu Hà, tôi đang nội soi cho cô ấy. Nói rồi anh cho thị vệ chút tiền nhờ ông giữ bí mật, cái loại đã không có chim lại còn là màu. Đi thôi anh em. Hương phi tức giận mắng chửi. Xuân Tử bảo nếu không nói thế thì cứu cô kiểu gì. Nói xong anh gian xảo trêu cô, hay là hai người làm thật đi. Rồi hắn đẹp cô ra, cô vùng vẫy rồi bảo hắn là đồ dê xồm. Hương phi bảo anh quay người lại cho cô thay đồ. Anh bảo tôi vừa mới cứu cô một mạng nên chuyện bí mật của chúng ta có thể xóa sạch không. Hương phi không nói gì, ôm quần áo rồi bỏ đi. Anh lẩm bẩm, đâu chỉ có hoàng thượng, sớm muộn gì cả hoàng cung này đều là của ta thôi. Sáng hôm sau Xuân Tử ngủ dậy thì thấy một thái giám đang ngủ gật trên bàn đợi mình.
Anh lén lút xách giày định chuẩn thì bị thái giám hô đứng lại. Thái giám hỏi anh làm việc ở đâu sao lại không biết quy tắc như vậy, làm trên giường của ông đang ngủ cả đêm. Nhìn y phục thì có vẻ là chức công công. Xuân Tử khúm núm. Công công bảo anh là thằng nhóc con xem ông xử lý anh thế nào. Anh vội vàng thanh binh là do mới vào hoàng cung chưa lâu nên. Ngươi làm ở đâu? Anh vội bảo làm ở phòng sách. Ta là quản lý của bộ phận tạp vụ. Phòng sách cũng là ta làm chủ nhưng sao ta chưa từng nghe nói về ngươi? Rốt cuộc bây là ai sao lại chui vào hoàng cung? Xuân Tử thủ thỉ, cũng chẳng biết tại sao tôi lại vào đây. Là do các người lôi tôi vào ấy chứ. Công công cười vào cái đồ khốn nạn lại còn ngạ mạn mau cùng ta đến bộ tư pháp. Nói rồi ông kéo áo anh đi. Trong lúc sợ hãi anh quay lưng đi để chống cự, ông nhìn thấy trên vai anh có một vết sẹo. Ông thốt ra hai từ điện hạ làm Xuân Tử cũng không kém phần ngạc nhiên. Ông bắt Xuân Tử nói thật rốt cuộc vết sẹo trên người anh là thế nào. Anh bảo cũng không biết sự tồn tại của nó. Giờ anh mới biết đấy chứ. Thái giám lẩm bẩm không thể là trùng hợp được. Có lẽ đây là ý trời. Thôi được, ta là Trần Bình. Kể từ giờ trở đi nhiệm vụ của ngươi là dọn phòng sách. Trần Bình dặn dò. Quy định trong cung nhiều nên ngươi phải thông minh một chút. Nói không chừng nói sai câu nào là rơi đồ đó. Ta sẽ làm cho ngươi một thẻ bài và nhất định không được làm mất nó. Trần Bình vừa đi khỏi, Xuân Tử thắc mắc không biết ông ta định làm gì, chẳng lẽ định chém mình sao. Nghĩ đến đây anh vội tìm cách chuẩn lẹ, nếu không thì đến lỗ đít cũng không còn. Vừa đi ra đến cửa thì tỷ nữ Tiểu Đào Hồng của cửu công chúa chạy vào. Anh mới đến à? Nhìn cũng tuấn tú đấy, nhìn dễ chịu hơn lão thái giám Trần Bình. Anh tên là gì? Dạ tỷ, ta là Tiểu Xuân Tử. Đào Hồng véo má Xuân Tử, lễ phép quá còn biết gọi ta là tỷ nữa. Ta tới để lấy giấy đỏ cho công chúa. Xuân Tử bảo tôi còn không biết giấy đỏ để ở đâu vì mới đến làm ở đây. Đào Hồng vuốt ve lên vai Xuân Tử. Ta biết giấy đỏ ở đâu nhưng anh phải đích thân mang đồ đến cung tuần chiêu cho công chúa. Xuân Tử không đồng ý. Đào Hồng quát. Tên tiểu thái giám như ngươi dám kháng lệnh, có tin công chúa sẽ giết chết chín đời nhà ngươi đi không? Nghe vậy Xuân Tử đành phải đồng ý. Tại cung tuần chiêu, một tên thái giám kể chuyện cười không hay nên bị công chúa cho người lôi ra đánh. Lúc này Xuân Tử cũng vừa đưa giấy đỏ đến. Tên thái giám kia bị đánh ngất đi rồi. Công chúa thản nhiên bảo lôi hắn đi. Công chúa khó chịu bảo mới đánh có tí mà đã không chịu được rồi, chán chết. Thấy vậy Xuân Tử vội vàng cáo lui nhưng công chúa chưa cho phép. Đào Hồng mắng anh không hiểu quy tắc gì cả. Công chúa đã cho anh đi đâu mà đi. Công chúa hỏi Xuân Tử là thái giám ở đâu. Đào Hồng bảo công chúa anh ta mới đến làm việc ở phòng sách. Công chúa bảo Xuân Tử quay lại để cô xem thử. Dường như công chúa đã có nhã hứng với hắn. Cô bảo sẽ tha cho hắn nhưng mà hắn phải tìm cách làm cho công chúa vui, nếu không thì đừng hòng sống mà rời khỏi cung thuần chiêu này. Xuân Tử bảo tôi không biết làm trò gì hết. Công chúa liền cho người đánh anh. Thế là Xuân Tử bị đánh dây sầm mặt mày. Đào Hồng ra nói nhỏ với Xuân Tử. Ta biết bí mật của ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn đồng ý làm chuyện ấy với ta thì ta sẽ cứu ngươi. Anh bảo cô trước tiên bảo bọn họ đừng đánh anh nữa đi đã rồi anh sẽ xem xét. Đào Hồng đứng dậy bảo bọn họ tiếp tục đánh đi. Xuân Tử vội đầu hàng bảo công chúa là anh có nhiều trò chơi lắm. Ví dụ như đánh bài. Công chúa hỏi Xuân Tử chơi bài là chơi cái gì. Dạy cách chơi bài xong, anh về phòng nhờ thái giám bôi thuốc vào vết thương. Đào Hồng đến nói trò chơi hôm nay mà anh dạy. Công chúa chơi rất vui nên đã đặc biệt dành riêng một lọ thuốc trị đau cho anh. Đào Hồng thích cái miệng dẻo của Xuân Tử lắm. Đào Hồng định kéo quần Xuân Tử xuống để bôi thuốc cho anh nhưng Xuân Tử ngại quá vội vàng giữ quần rồi bảo cô gọi vị thái giám vừa rồi vào là được. Nam nữ thụ thụ bất thân. Đào Hồng đưa tay mân mê lên lưng Xuân Tử hỏi anh vẫn còn là đàn ông thật sao? Nếu anh đồng ý quét mạng nhện cô thì cô sẽ bảo vệ cho tính mạng của anh không gặp nguy hiểm. Xuân Tử nghĩ bụng có nên cho Đào Hồng ít nòng nọc không nhỉ? Xuân Tử bảo Đào Hồng dung mạo quyến rũ như vậy anh không xứng với cô đâu. Nói rồi Xuân Tử ôm quần áo chạy mất. Đào Hồng nghĩ bụng để xem anh có chạy thoát không. Xuân Tử hổn hển chạy về phòng uống ly nước nhưng vẫn còn sợ hãi. May mà hôm nay giữ được mạng chó. Vừa ngồi xuống ghế anh vội đứng lên kêu đau vì vừa ăn trận đòn của công chúa. Anh lẩm bẩm công chúa thật biến thái quá. Vì sở thích của mình mà đi đánh người khác ra nông nỗi này. Xuân Tử nghĩ bụng mình có phải là minh chủ gì mà chắc gì đã hút được hoàng thượng. Nếu cứ ở đây có khi mất mạng như chơi. Phải mau đi khỏi đây thôi. Vừa bước ra đến cửa lại có một thái giám đến tìm Xuân Tử để lấy giấy đỏ cho Hương Phi và yêu cầu anh phải đích thân mang giấy tới cho cô ta. Xuân Tử lo lắng không biết Hương Phi định giở trò gì nữa. Xuân Tử mang giấy đến cho Hương Phi. Ngươi mau nói ra ai là người sai ngươi đến phá hủy danh dự của ta. Xuân Tử còn không biết sao anh lại tới thế giới này thì nói kiểu gì. Hương Phi dứt khoát. Thế thì ta cũng không cần giữ lời hứa nữa. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Nghe vậy anh vội xin Hương Phi tha mạng. Hơn nữa ta đã từng cứu cô, sao cô có thể làm vậy với ta? Sợ rồi sao? Vậy thì mau nói ra, là Lệ Phi hay Cảnh Phi sai ngươi tới, hay là Hoàng hậu? Xuân Tử gằm mặt xuống bảo nếu cô đã không tin ta như vậy thì cả hai ta sẽ cùng chết. Xuân Tử đè cô nằm xuống và nói ta không khách sáo nữa. Đúng lúc này có tiếng vang vọng Hoàng thượng đến. Hương Phi liền giả vờ bị bệnh nằm trên giường. Hoàng thượng bảo cô không khỏe nên được miễn lễ. Xuân Tử lẩm bẩm Hoàng thượng quả là một mỹ nữ. Thái giám của Hoàng thượng lại nghe thấy liền bảo anh quỳ xuống. Anh đã gây sự chú ý với Hoàng thượng. Hoàng thượng hỏi sao lại là tên tiểu thái giám này nữa.
Vương Phi vội thanh minh một tháng nữa là mừng thọ Hoàng Thái Hậu nên cô muốn họa vài bức tranh chữ để dâng lên Hoàng Thái Hậu. Xuân Tử cũng nhanh nhẹn bảo mình là người của phòng sách mang giấy đỏ đến cho nương nương. Sau đó anh muốn giúp cô viết vài bài thơ. Hoàng thượng ngạc nhiên khi nghe anh nói biết viết thơ. Công công bảo Xuân Tử đừng có nhảm nhí, tội lừa dối hoàng đế sẽ bị chém đầu đấy. Nói rồi công công gọi người vào đánh Xuân Tử nhưng hoàng thượng ngăn lại vì người muốn xem tên tiểu tử này có thực sự biết viết thơ không. Xuân Tử liền lập tức ngồi vào bàn cầm bút lên và nghĩ bụng hay là viết thơ của người nổi tiếng vậy. Nhoáng một cái Xuân Tử đã viết xong một trang giấy, công công đưa cho hoàng thượng xem thử, thò tay xuống lũ anh bắt cua, đi ra tới mép cặp ra xua, quả là thơ hay thơ hay. Hoàng thượng bảo Xuân Tử tối nay đến điện dưỡng tâm của người để viết thêm cho người mấy bài thơ. Hoàng thượng vừa đi khỏi thì quần hắn bị tuột xuống, hắn vội ôm chặt miệng Hương Phi để cô không hét lên. Xuân Tử ngươi là thái giám giả mà sao lại không mặc quần bó vào, ai mà biết được nó lại tụt xuống. Tại cái thắt lưng trong hoàng cung lỏng quá ấy mà, Hương Phi bảo trong cung mà phát hiện giả làm thái giám sẽ bị tru di cửu tộc đấy. Xuân Tử bảo không biết mà anh cũng làm gì có cửu tộc đâu. Nể tình ngươi đã cứu ta nên ta bỏ qua cho ngươi và cũng sẽ giữ bí mật cho ngươi nhưng ngươi cũng phải giữ lời hứa tìm ra hung thủ đấy nhé. Xuân Tử trở về lo lắng nếu hoàng đế mà biết anh là thái giám giả thì tiêu đời. Anh nghĩ bụng thôi thì mình phải ra tay trước. Tối nay anh sẽ làm một ít xuân dược để hạ bệ nữ hoàng đế. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Hương Phi xông vào kề dao vào cổ Xuân Tử. Anh thản nhiên, cô nuốt lời nhanh vậy muốn giết người diệt khẩu chắc. Rõ ràng đã bảo tôi sẽ giữ lời hứa của mình còn cô sẽ giữ bí mật cho tôi cơ mà. Gì mà trở mặt nhanh hơn bàn tay vậy? Hương Phi tức tối tát cho Xuân Tử một cái rồi nói ta không tin một cầu nô tài như ngươi. Chỉ có người chết mới biết giữ bí mật thôi. Xuân Tử, ông má bảo Hương Phi cô còn dám đánh ta nữa. Ta chống cự lại đấy. Nhưng vừa nói xong đã bị cô đá vào chỗ hiểm xây sầm mặt mày. Cô thật ra tay độc ác quá. Xuân Tử ta vừa mới xuyên không đến còn chưa được hưởng thụ. Suýt chút nữa thì thành thái giám thật rồi. Thật là oan ức quá đi mà. Hương Phi hỏi Xuân Tử, có muốn cùng tôi trốn khỏi hoàng cung này không? Xuân Tử ngạc nhiên hỏi cô đang làm phi tử sướng như thế sao lại muốn đi trốn? Từ khi ta vào cung chưa từng được hoàng thượng thị tầm lần nào. Ta khác gì quá phụ, à thì ra là bệnh nóng lòng. Xuân Tử lan tăn bảo trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây vậy trốn kiểu gì được. Hơn nữa anh còn phải chiếm lấy hoàng thượng nữa cơ mà. Hương Phi rút lệnh bài hoàng đế ra trước mặt Xuân Tử, có nó có thể tùy tiện ra vào hoàng cung. Xuân Tử lại tò mò sao cô lại muốn đưa anh đi cùng. Cô cười đảm đang, vì ngươi từng cứu ta. Hơn nữa nhìn tướng mạo anh cũng bắt mắt đấy. Đưa anh đi cùng trên đường vừa hay có một người bạn chứ sao he he. Xuân Tử nghĩ bụng nếu kiếp này có thể ở cùng người đẹp này cũng không tệ chút nào. Ai hơi đâu mà quan tâm trời đất ra sao này chứ. Nói rồi anh cười cười và kéo tay cô bảo mau đi thôi chứ nếu lão thái giám mà về là không đi được đâu. Nói xong hai người cầm tay nhau vừa chạy ra đến sân thì lão thái giám đang rảo bước về. Thấy nương nương lão thái giám liền cung kính chào hỏi và không quên bảo Xuân Tử quỳ xuống. Hương Phi bảo cho phép anh ta không phải quỳ. Nói rồi cô giơ lệnh bài ra hỏi ông bị mù à. Nhìn cho rõ đây là lệnh bài hoàng đế có thể tùy tiện đi lại trong hoàng cung. Đúng lúc này hoàng thượng tới bảo Hương Phi vào cung được có 10 tháng mà đã trốn mấy lần rồi. Đã thế có lần nào thành công đâu. Hoàng thượng nhẹ nhàng bảo cô chơi chán thì nhớ về. Người đồng ý với Hương Phi năm nay sẽ không làm khó nước Chu, hơn nữa cũng không làm khó cô. Lão thái giám tiến lại dặn dò Xuân Tử tối đừng có quên đến viết thơ cho bệ hạ. Tôi đến Xuân Tử đến hoàng cung. Hoàng thượng liền ra lệnh cho nô tỳ ra ngoài hết, chỉ có Xuân Tử ở lại. Người rút gươm ra hỏi anh là ai. Anh bảo chỉ là một tiểu thái giám bình thường thôi. Hoàng thượng đọc lại lời bài thơ Xuân Tử từng viết nói một tiểu thái giám không thể nào ăn hiểu thơ ca như vậy. Xuân Tử điềm tĩnh cười nói tiểu thái giám thì cũng có thể có tài chứ. Hoàng thượng bắt Xuân Tử chứng minh thơ đó là do anh viết. Xuân Tử bảo sẽ đọc thuộc lòng 8 bài thơ đầu tiên trên thế giới cho người nghe. Hoàng thượng đồng ý. Vừa đọc được 2 câu hoàng thượng lại chĩa mũi kiếm vào anh và nói đừng có đả kích ta. Xuân Tử bảo hoàng thượng đừng vội mới bắt đầu thôi mà. Anh lại tiếp tục dõng dạc đọc một loạt các bài thơ. Hoàng thượng tâm đắc gật gù. Đến khúc cuối khi đang nhắm mắt nghe thơ thì Xuân Tử bất ngờ tiến lại đặt một nụ hôn vào môi hoàng thượng. Xuân Tử bị hoàng thượng đạp một nhát ngã văng ra. Dường như hoàng thượng đã phát hiện ra hắn là thái giám giả. Xuân Tử cũng nói thẳng anh biết hoàng thượng cũng chẳng phải là đàn ông. Hoàng thượng tức tối bảo sẽ giết chết 9 đời của Xuân Tử. Xuân Tử thản nhiên bảo mình sống đơn độc làm gì có 9 đời đâu mà giết. Còn với hoàng thượng thì trước khi anh chết anh sẽ rêu rao cho mọi người biết hoàng đế là nữ. Lúc ấy hội liên minh 6 nước mà biết thì không chừng là họ sẽ cùng nhau đánh một đòn vào đây đấy. Xuân Tử nói thêm nếu như các quý tộc Cao Ly và Đại Nam biết thân phận nữ của người không biết chừng liên minh 6 nước sẽ thành 8 nước. Hậu quả này người đánh được không? Hoàng thượng bảo anh thật sự không phải là thái giám à? Chẳng nhẽ người muốn ta cởi quần ra cho người xem? Được, cởi ra, trời đất sao phụ nữ trong cung này ai cũng đảm đang vậy. Hoàng thượng lại hăm dọa có tin ta sẽ giết chết người ngay bây giờ không? Cùng lắm là mất cả chỉ lẫn trải. Xuân Tử vội vàng đứng dậy bảo ta cởi là được chứ gì? Sau khi nhìn thấy của quý của hắn hoàng thượng cười lớn bảo từ giờ về sau ngươi sẽ thay ta thị tầm Hương Phi. Vừa về tới phòng lại đến Trần Bình bắt anh cởi quần áo ra.
Anh ngạc nhiên, ngay cả ông cũng bảo anh cười ra là sao. Hoàng cung này bị điên à? Xuân Tử Bảo có chết cũng không làm chuyện ấy với lão đâu. Lão xông vào giữ anh lại. Xuân Tử Bảo, lão mau bỏ tay ra, nếu không ta sẽ hô lên đấy. Trần Bình lại nhìn lại vết sẹo trên vai Xuân Tử. Ông như gặp ma quỷ, vội sợ hãi quỳ xuống và bảo lão nô Trần Bình khấu kiến bệ hạ. Xuân Tử nghĩ bụng, lại có chuyện gì nữa đây? Trần Bình khóc lóc, đều là tại ông khi đó hồ đồ nên đã để anh nằm trên mặt đất. Lúc ông quay lại thì anh đã không còn ở đấy nữa rồi. Lão thái giám còn tưởng anh chết từ lâu rồi. Ông vừa nói vừa khóc nức nở. Xuân Tử dù chả hiểu ông ta đang nói nhảm gì nhưng vẫn nâng ông đứng dậy. Ông bảo thực ra Xuân Tử là đứa con mồ côi của thái tử triều đại trước. Hoàng thượng Trịnh Sảng thực ra là chú ruột của Xuân Tử. Anh nghĩ bụng, không thể nào. Hoàng đế là một người phụ nữ mà, lẽ nào trong chuyện này có gì bí ẩn ư? Xuân Tử hỏi Trần Bình, ta thực sự là thành viên của Hoàng thất sao? Trần Bình khóc lóc bảo, năm đó Trịnh Sảng vì giành ngai vị đã cướp quyền cầm quân của Cầm Y vệ, điều quân làm phản. Là thái tử đã lệnh cho ông đem Xuân Tử trốn khỏi hoàng cung. Lúc đó Trần Bình còn muốn quay lại cứu thái tử, nhưng lúc ông chạy về tới nơi, cả nhà thái tử đã bị hành quyết, cả một gia đình ba thế hệ. Khi Trần Bình quay lại chỗ cũ thì ông phát hiện không thấy anh nằm trên bụi cỏ nữa. Ông đã tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng mà không thấy nên tưởng là anh đã. Nói đến đây Trần Bình lại khóc tức tưởi, tạ ơn trời đất thái tử vẫn bình an vô sự. Xuân Tử nghĩ bụng, nếu như vậy thì anh cũng là vô rồi. Xuân Tử hỏi, nếu như lời Trần Bình nói là thật thì sao ông lại bình an vô sự đến giờ? Ông bảo, may mà có thượng hỷ, bây giờ đã là thái giám tổng quản trong cung, người thân cận bên hoàng đế, do từng có ơn giúp đỡ, vì để cảm ơn nên ông ta đã che giấu thân phận của Trần Bình này và được ở lại làm việc. Thượng hỷ cũng chính là người đã dẫn quân đến tiêu diệt cả gia đình ba thế hệ nhà thái tử. Xuân Tử lại tò mò, anh không chết mà Trịnh Sảng lại không nghi ngờ gì sao? Trần Bình bảo, năm đó là Vũ Ngô đưa anh đi, còn ông đã lấy con trai của bà ấy để thay thế anh nên hoàng đế mới cho ông tạm được sống. Xuân Tử nghĩ, hoàng đế hiện tại là một người phụ nữ mà, chẳng nhẽ hoàng đế này là giả. Trần Bình bảo, điện hạ vẫn còn sống lại trùng hợp là đã vào được hoàng cung, ông hy vọng anh có thể lấy lại ngai vị thuộc về mình. Xuân Tử bảo, anh lấy cái gì ra mà đòi lại được? Trần Bình liền đưa ra cách để giúp Xuân Tử. Đúng lúc đó tỷ nữ của công chúa đến bảo công chúa đang tìm anh. Công chúa nhìn thấy Xuân Tử tới vui ra mặt và hỏi, anh còn có trò gì chơi không? Ngày nào cô chơi bài cũng thắng rồi, chán lắm. Sau đó công chúa lại gọi người đánh tên nô tài vừa chơi bài với cô. Xuân Tử xin công chúa tha mạng cho tên nô tài đó. Cô ta đứng lên cười khúc khích rồi bảo, anh là một thái giám can đảm. Lần đầu tiên cô thấy một nô tài đi xin cho nô tài khác. Cô đồng ý tha mạng cho tên nô tài kia và bảo hắn còn không mau cút đi. Công chúa bảo các tỷ nữ ra ngoài, cô muốn một mình ở lại với Xuân Tử. Công chúa hỏi, anh có trò gì mà chỉ có hai người chơi không? Công chúa cầm tay Xuân Tử nhẹ nhàng kéo anh vào giường, hai người nằm xuống. Xuân Tử tiện miệng đọc vài câu thơ em on top không phải trên ring khiến công chúa say đắm. Xuân Tử thủ thỉ, để ta từ từ hầu hạ nàng nhé. Nói rồi anh nhẹ nhàng bỏ áo khoác của công chúa ra và hôn lên bờ vai cô. Vừa nghĩ anh vừa cười, ngờ ngay công chúa quát, anh đang cười cái gì đấy? Xuân Tử mới giật mình tỉnh táo lại, hóa ra là anh đang tưởng tượng. Công chúa quất Xuân Tử một roi, dám coi thường công chúa, ta đánh chết ngươi. Sau đó cô ta liền bị Xuân Tử đấm một cái ngã nhào ra giường. Xuân Tử nghĩ bụng, sao cứ phải ép bố mày ra tay làm gì? Ai ngờ công chúa kéo anh lại, đừng đi mà, ở lại đánh ta đi mà, hãy dùng đòn mạnh nhất để đánh ta đi. Cô dùng ánh mắt đảm đang để khiêu khích Xuân Tử. Bên ngoài có tiếng chuyển Lục Vương gia đến, hai người vội vàng đứng dậy. Lục Vương gia bảo, nghe nói công chúa có trò chơi đánh bài thú vị lắm. Cô gật gù. Lục Vương gia hỏi, Xuân Tử là do ngươi phát minh ra trò đó à? Anh đành thừa nhận. Vương gia liền bảo anh sang dạy cho Cảnh Phi chơi. Công chúa ngăn cản bảo cô vẫn thích Xuân Tử nên anh phải ở cung thuần chiêu, không được đưa đi. Lục Vương gia đáp, gần đây Cảnh Phi nương nương luôn không vui, anh chỉ đưa Xuân Tử sang dạy Cảnh Phi chơi rồi sẽ trả lại anh cho cô ngay. Công chúa ngũ ngoại hỏi, Cảnh Phi bị làm sao thế? Gần đây trong triều có vài đại thần đang tố cáo dòng họ Bách Lý Liệt nên Cảnh Phi luôn lo âu cho gia đình. Công chúa nghe vậy đành đồng ý đến cung của Cảnh Phi. Lục Vương gia hỏi, anh tên là gì? Anh bảo, Tiểu Xuân Tử. Nghe tên Xuân, Lục Vương gia liền cười sặc sụa, sao đàn ông con trai gì mà đặt tên nữ tính vậy? Xuân Tử dạy anh chơi xong, anh ta liền hỏi, sao trò này lại chỉ có ba người chơi thế? Đơn giản đó là luật chơi thôi mà. Xuân Tử dạy anh ta chơi xong thì không ngờ Vương gia lại muốn giết Xuân Tử để hắn trở thành người phát minh ra trò chơi này. Xuân Tử vội vàng bảo, anh còn nhiều trò hay lắm, rồi bèn liệt kê ra vài trò cho hắn nghe. Nói xong Xuân Tử nghĩ bụng, chết cha, mấy trò này toàn là trò trên điện thoại di động, phải có điện thoại di động mới chơi được. Nghe tên điện thoại hắn hỏi, nó là cái gì? Xuân Tử bảo, đó là một loại máy có thể chơi trò chơi, vì chữ phone phát âm giống phò nên hắn lại hiểu đó là gái điếm. Chán phèo, hắn lại hô người lôi Xuân Tử ra ngoài tràm. Xuân Tử hốt hoảng cầu xin tha mạng. Vừa hay lúc đó Vương Phi Cảnh Phi đi ra bảo, Lục Vương gia tới, có chuyện gì vậy? Xuân Tử vội quỳ xuống bảo, Cảnh Phi là anh có thể giúp cô giải quyết chuyện đại thần quốc cữu. Cảnh Phi khen Xuân Tử thông minh, cô hỏi sao anh lại biết chuyện này. Lục Vương gia bảo là do anh đã lỡ nói ở chỗ công chúa, không ngờ tên cẩu nô tài này lại ghi nhớ trong đầu.
Cảnh Phi khen Xuân Tử tướng mạo đẹp đẽ nhưng lại to gan. Tôi có chủ ý này muốn bày với cô, nếu mà nó có tác dụng thì xin hãy tha mạng cho tôi. Còn nếu cô cảm thấy không có tác dụng thì lúc đó giết tôi cũng chưa muộn. Ngươi dám đưa ra điều kiện với ta cơ à? Lục Vương gia về trước đi, ta muốn xem thử hắn ta có thể có chủ ý gì. Thị vệ ra ngoài hết đi, ngươi làm việc ở đâu? Dạ nô tài làm ở phòng sách. Thôi được, mau tới cởi áo cho ta nghỉ ngơi. Anh lại nghĩ bụng cái quái gì nữa vậy? Bây còn ngây ra lấy làm gì? Không mau tới đi. Xuân Tử vừa cởi áo mát vừa hấp hay há mồm thèm thuồng. Cảnh Phi bảo anh nói thử xem có chủ ý gì. Xuân Tử có ý kiến là nên khuyên tướng quân Bách Lý nên xin từ chức và bỏ quyền dẫn quân. Ăn nói hàm hồ, mấy đời nhà Bách Lý ta vì hoàng thượng mà chờ đợi ở biên giới, quyền dẫn quân đầu phải bảo bỏ là bỏ. Xuân Tử cười cười bảo cô đừng nóng, nghe tôi nói hết đi đã. Lục Vương gia bây giờ vẫn chưa có đất đai, tạm thời hoàng đế sẽ không nghi kỵ anh ta. Nhưng điều mà hoàng đế nghi kỵ là quyền cầm quân của nhà Bách Lý. Với lại tương lai Cảnh Phi và Lục Vương gia cùng với nhà Bách Lý có thể hợp được lại với nhau kia mà. Bây giờ lại đang là giai đoạn hợp minh 6 nước, họ có thể đánh vào bất cứ lúc nào. Nên là cho dù tướng quân Bách Lý muốn từ bỏ quyền dẫn binh hoàng thượng chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Còn về phần Bách Lý, sau khi ông ấy đưa ra quyết định đó thì chắc chắn hoàng thượng sẽ càng tin tưởng ông ấy hơn. Biết đâu lúc ấy hoàng thượng thấy vui lại cho Lục Vương gia ruộng đất thì sao? Như vậy không chỉ Lục Vương gia được lợi mà chuyện của quốc cữu đại thần cũng sẽ lắng lại. Nghe có vẻ hợp lý. Cảnh Phi bảo anh tiếp tục cởi quần áo cho cô. Cởi chiếc áo ngoài xong, cô ngả mình bảo anh vừa massage cho cô vừa nói tiếp đi. Anh bảo bây giờ Bát Vương gia và Tứ Vương gia đều đang lăm le ngai vị, nhưng riêng Lục Vương gia lại đang không có thực quyền. Cảnh ngộ rất nguy hiểm nên bây giờ Lục Vương gia nên biết thiêm tốn một chút, tăng cường chiêu nạp người vừa có đức vừa có tài. Đợi sau khi Tứ Vương gia và Bát Vương gia đầu rơi máu chảy, Lục Vương gia lúc đó mới xuất hiện và gặt hái lợi ích, có phải là tốt hơn không? Mà tốt nhất là nên giúp Lục Vương gia xây dựng sự nghiệp trước, như vậy mới chắc chân được. Cảnh Phi bảo Xuân Tử là tiểu thái giám mà tâm cơ thâm thúy vậy, ai ra cũng chỉ vì mạng sống thôi mà. Nhưng nghe xong ý kiến của anh, Cảnh Phi lại dừng dưng bảo để giữ kín bí mật này cô định sẽ giết anh đi. Vãi cả lồng, Xuân Tử vội vàng xin tha mạng. Ngài có thể giữ nô tài lại cung thuận tường hầu hạ ngài ạ. Nhân tiện kiểm chứng luôn kế sách của tôi xem có hợp lý không. Nhưng cô ta vẫn muốn giết anh vì anh đã biết quá nhiều. Xuân Tử thấy thế mê mẩn bảo anh vẫn còn cách khác có thể giúp Lục Vương gia có được sự tín nhiệm của hoàng thượng. Thôi được, đợi thêm vài hôm xem kết quả thế nào. Xuân Tử đến cung dưỡng tâm, hoàng thượng cho mọi người ra ngoài hết rồi gọi anh lại ngồi bên cạnh. Hoàng thượng nghe nói Xuân Tử đến chỗ Cảnh Phi, anh liền mau miệng, bệ hạ yên tâm, nô tài giữ kín như bưng mà. Chỉ là nô tài có một chuyện không hiểu. Hoàng thượng là thân gái thì không có cách nào có thể ở cùng Cảnh Phi mà cô ấy lại không nghi ngờ gì sao? Nô tài muốn biết bí mật của hoàng thượng, chắc chắn người không phải là hoàng đế Trịnh Sảng của Đại Hưng quốc này. Vậy rốt cuộc người là ai? Hoàng thượng kể, Trịnh Sảng là ân nhân cứu mạng của ta. Vì ta và Trịnh Sảng giống hệt nhau nên Trịnh Sảng phong cho ta là Vĩnh An công chúa. Trịnh Sảng đã chết từ 2 năm trước. Xuân Tử vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin này. Chết từ 2 năm trước sao? Thằng này, người nói to vậy không sợ người khác nghe thấy sao? Cô đã 2 năm không ở cùng phòng với phi tần mà không ai nghi ngờ gì sao? Hoàng thượng bảo loạn trong giặc ngoài làm sao có thể tiếp tục đây? Cho dù hợp minh 6 nước không đánh tới Đại Hưng quốc này thì có lẽ nó cũng sẽ được sụp đổ hoàn toàn. Để giữ mồm miệng của vương công quý tộc, hoàng thượng ra lệnh cho Xuân Tử tối nay đến chỗ Lệ Phi để thụ phấn. Xuân Tử lo lắng vì anh và hoàng thượng nhìn đâu có giống nhau, tuy nhiên hoàng thượng bảo anh cứ yên tâm mà đi, cô sẽ phái người hạ thuốc Lệ Phi. Tối hôm ấy, Xuân Tử đến chỗ Lệ Phi. Lệ Phi ăn mặc gợi cảm đang nằm trên giường, nhìn thấy Xuân Tử tới cô lại mơ hồ tưởng là hoàng thượng đến nên vội vàng. Hoàng thượng mau lại đây đi. Nói rồi Lệ Phi lôi Xuân Tử xuống giường, cô nhẹ nhàng cởi áo ra. Thiếp muốn, lâu lắm hoàng thượng không đến rồi. Thiếp tưởng là người không thích thần thiếp nữa cơ. Xuân Tử nghĩ bụng đằng nào mình cũng cắm cho hoàng thượng mấy cái sừng rồi, chết thì chết. Nói rồi anh mạnh tay hôn vào cổ Lệ Phi. Lệ Phi và Xuân Tử xuống, cô cởi áo ra và trèo lên người Xuân Tử, rồi hai người đã có một đêm mặn nồng. Sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh dậy Xuân Tử vội vàng ôm đồ đạc và sung sướng nghĩ, ôi trời, mình đã ngủ cùng ái phi tần của hoàng đế thật sao. Nói rồi anh ôm đồ chuẩn mất. Xuân Tử đến cung thuận tường, Cảnh Phi tấm tắc công nhận đúng như những gì ngươi nói, không những đã giúp được Lục Vương gia còn làm cho đám lại thành làng xuống thật. Ta không ngờ ngươi không chỉ tướng mạo tuấn tú lại còn rất thông minh, để ngươi làm việc ở phòng sách thật là uổng phí, chi bằng đến cung thuận tường hầu hạ ta. Xuân Tử nghe xong có chút sợ hãi. Cảnh Phi bảo anh dám từ chối sao? Anh lắp bắp, tôi chỉ là. Cảnh Phi hỏi anh muốn gì? Đáng tiếc Xuân Tử chỉ là một tiểu thái giám, sợ cái gì chứ, Cảnh Phi ta đâu ăn thịt được ngươi. Xuân Tử bảo anh sợ là không hầu hạ được cô. Cô điềm tĩnh bảo hầu hạ không tốt thì có thể học, nhìn tuấn tú thế này cơ mà. Đúng lúc này Lục Vương gia bước vào. Cảnh Phi hỏi Lục Vương gia sao lại vội vã đến đây, anh bảo có tin vui. Ngay sau đó công công bước vào bảo hai người tiếp chỉ của hoàng thượng. Lục Vương gia Trịnh Sàng được ban thưởng. Cảnh Phi bảo Xuân Tử ngày mai anh đến cung thuận tường làm thái giám tổng quản cho cô. Xuân Tử về phòng lo lắng phải làm sao đây.
anh mà tới chỗ Cảnh Phi làm việc có khi cái mạng chó cũng không còn, phải chuồn thôi. Trần Bình biết tin liền chúc mừng Xuân Tử, ông bảo đây là cơ hội tốt. Nếu như Xuân Tử có thể dựa vào bóng của Cảnh Phi biết đâu quyền dẫn quân trong tay anh trai của Cảnh Phi là tướng quân Bách Lý Liệt sẽ thuộc về Xuân Tử. Xuân Tử bảo Trần Bình đừng ăn nói linh tinh. Trong cung này không chỉ có Cảnh Phi, còn có Hoàng đế, Hương Phi, cửu công chúa, ai ai cũng khó đối phó cả. Trần Bình cười bảo sao mà nhân duyên của Xuân Tử tốt vậy. Xuân Tử nghĩ tốt nhất là nên tự bảo vệ mình trước. Cái gì mà sự nghiệp vĩ đại, mạng không còn nữa thì có mà chơi với cái búa. Đúng lúc này thì Hương Phi tới. Xuân Tử hỏi cô đến làm gì. Hương Phi kéo Xuân Tử đi vẽ tranh với cô. Trần Bình cười khúc khích bảo làm thái giám giả tốt thật đấy. Sau khi vẽ xong Hương Phi trang trở đẹp thì cũng đẹp, nhưng mà không biết là có được thái hậu khen không nữa. Anh bảo cô cứ yên tâm, anh dám bảo đảm ngoài anh ra thì không ai có thủ pháp vẽ tranh này. Ta đây chính là một họa sĩ anime đó. Hương Phi hỏi là cái gì vậy. Anh bảo có nói thì cô cũng chẳng biết. Người cũng có tài năng đấy, nhưng mà thật đáng tiếc. Sao mà đáng tiếc. Đột nhiên có tiếng nói vọng vào bảo tiếc vì ngươi là sang pha nhất. Hóa ra là Cảnh Phi đến. Hương Phi hỏi cơn gió nào đeo tỉ tới đây vậy. Cảnh Phi bảo cô thật tài nghệ, có thể vẽ được bức tranh tuyệt diệu thế này. Ta làm gì có tài năng ấy, bức tranh này là do Xuân Tử vẽ. Cảnh Phi lại được fan kinh ngạc về tài năng của Xuân Tử. Càng ngày cô càng thấy thích hắn hơn. Hương Phi hỏi chị đến để cướp người sao. Cảnh Phi tử tốn. Vốn dĩ anh ta là thái giám ở cung của ta mà, sao có thể bảo là ta cướp người được. Ngươi lại muội chưa được sự đồng ý của ta đã cướp người đến cung của mình lại còn nói ta sao. Vừa ăn cướp còn vừa la làng. Hương Phi bực mình. Chị có ý gì. Vốn dĩ Xuân Tử là người làm ở phòng sách, anh ta thành thái giám tổng quản ở cung của chị khi nào vậy. Sao chị không đến chỗ hoàng hậu với chỗ Lệ Phi mà tạo dựng uy tín. Cảnh Phi gằn giọng. Hôm nay ta đến không phải là để cho muội áp đặt. Nếu không phải có sự hòa hiếu kết giao thì anh trai Bách Lý Liệt của ta đã tiêu diệt nước Chu của muội không còn dấu vết từ lâu rồi. Làm gì có chuyện giờ này muội vẫn còn đứng ở đây mà cãi nhau với ta cơ chứ. Hương Phi bực bội. Thì cũng chỉ có thể bắt nạt được ta thôi. Nếu có bản lĩnh sao không đi mà đánh với liên minh sáu nước. Sớm muộn gì thì họ cũng đánh tới đây thôi. Hơn nữa hoàng đế cũng đang để mắt tới việc cầm quyền của Bách Lý Liệt. Sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ bị hoàng đế nhốt lại. Hương Phi người có ý gì. Thôi nào, hai người có thể nghe lời khuyên của ta không. Cả hai người phụ nữ đồng thanh, cầm miệng lại, bồn cung nói chuyện sao lại chĩa mồm vào. Xuân Tử bảo Cảnh Phi nương nương chẳng qua chỉ là muốn Lục Vương gia làm thái tử và ngồi vào ngai vị. Còn Hương Phi nương nương cũng muốn bảo vệ nước Chu của cô bình an, nên vốn dĩ hai người không phải là kẻ thù của nhau mà. Hai người mà cứ như vậy thì Bát Vương gia và Tứ Vương gia sẽ vui lắm đó. Đương nhiên người vui nhất vẫn là Hoàng hậu và Lệ Phi. Cảnh Phi hỏi Xuân Tử không sợ chết sao. Xuân Tử điềm tĩnh bảo kể từ ngày mà anh vào hoàng cung thì anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện có thể sống sót mà ra khỏi đây. Cảnh Phi cười bảo xem ra bọn họ còn chẳng bằng tên tiểu thái giám. Hương Phi bảo Cảnh Phi có lẽ hai người họ nên dùng hòa bình để giải quyết tranh chấp. Trước khi rời đi, Cảnh Phi bảo Xuân Tử muộn nhất là tối ngày mai phải đến cùng Thuận Tường. Hương Phi nói chỉ cần Xuân Tử có thể bảo đảm làm được việc cho cô thì cô sẽ giữ bí mật cho hắn. Xuân Tử bảo cô yên tâm, ngược lại việc cô muốn bỏ trốn và sát hại hoàng thượng ta cũng sẽ không nói cho ai biết. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta chỉ là đang giữ mạng của mình thôi mà. Xuân Tử nghĩ anh phải nói cho hoàng thượng biết về chuyện đấu tranh nội bộ trong cung thôi vì nó nghiêm trọng quá rồi. Nếu như hợp minh sáu nước mà đánh đến có khi Xuân Tử ta cũng bị đánh chết mất. Đang lang thang thì anh bị Đào Hồng nhìn thấy. Cô hỏi anh là một tiểu thái giám mà sao còn bận hơn cả tổng quản vậy. Mấy ngày hôm nay ta đều ở phòng sách mà. Ngươi bắt đầu biết nói dối rồi đấy. Mấy ngày qua tôi đến phòng sách ngoài lão thái giám ra thì làm gì thấy bóng ngươi đâu. Có phải là ngươi đi hẹn hò với cô cung nữ nào rồi không? Đâu có, mấy ngày qua ta chơi mặt trược với Lục Vương gia. Ngươi có thể quen được với Lục Vương gia đúng là có phúc đấy. Đào Hồng cô là người thân cận của cửu công chúa, kể ra cô cũng rất có phúc còn gì. Công chúa là em gái yêu quý của hoàng thượng, muốn gì được nấy. Xuân Tử tìm cách chuồn, nhưng Đào Hồng bảo anh là người của cô rồi nên đừng có đi tìm cung nữ khác làm chuyện ấy mà chỉ được làm với cô thôi. Xuân Tử nghĩ bụng, mặc dù cô ta chỉ là một tỷ nữ nhưng được cái nhìn cũng không tệ, nhưng mà để làm chuyện ấy thì họa mi của ta cũng có liêm sỉ. Nếu thật sự muốn thụ phấn với ta thì tối nay ta sẽ đến tìm cô. Còn bây giờ thì ta phải đi trước. Cô kéo tay hắn. Ngươi đi đâu? Công chúa đích thân bảo ta đi tìm ngươi. Ta định đến phòng sách để tìm, nhưng may gặp ở đây rồi đỡ mất công đến phòng sách nữa. Mau đến hầu hạ công chúa đi. Có thể không đi không? Đào Hồng lại véo tai nói anh muốn chết à. Có biết công chúa vừa giết một tiểu thái giám vì tội không nghe lời không? Chẳng nhẽ ngươi cũng muốn bị đánh chết sao? Xuân Tử đành đến cung thuần chiều đánh bài cùng với công chúa và Đào Hồng. Anh cứ chơi thắng là công chúa cảm thấy không vui. Công chúa liền bảo Đào Hồng đi ra ngoài rồi hỏi Xuân Tử, ngươi có muốn chơi trò khác không? Cô muốn chơi trò gì? Cô cười gian xảo bảo giống lần trước ấy rồi rút cây roi ra khiến Xuân Tử sợ khiếp vía. Cô đưa cây roi cho Xuân Tử, ngươi dùng đòn mạnh nhất đánh ta đi. Xuân Tử nghĩ bụng sao mà biến thái vậy không biết. Nếu ngươi không đánh thì để ta đánh ngươi. Xuân Tử đứng lên dõng dạc bảo nếu đã như vậy thì đừng có trách ta không khách khí.
cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến, hai người đã có một trận chiến trên giường để sung sướng. Song Dư Xuân Tử cảm thấy sợ hãi vì thân phận thật của mình đã bị bại lộ. Công chúa cười lém lỉnh, không phải sợ, ta sẽ chịu trách nhiệm về ngươi, ta cũng sẽ không nói cho người khác biết. Xuân Tử hỏi lại thật sao? Đương nhiên rồi, công chúa vẫn thòm thèm nên ngỏ ý hay là làm thêm cái nữa. Xuân Tử sợ quá kêu lên nhưng công chúa cứ xông vào anh chống cự không nổi. Xuân Tử bị vắt không còn giò sữa nào luôn, nhìn bộ dạng rệu rã của Xuân Tử, công chúa càng thấy thích thú. Hôm nay là ngày ta thấy vui nhất, ngươi muốn thưởng gì ta sẽ ban cho, hay là ta thưởng cho ngươi đến làm tổng quản ở chỗ ta có được không? Nghe vậy anh vội vàng từ chối. Cái gì, chẳng lẽ phải để ta phải đi tìm ngươi nữa à? He he, chỉ cần được ở cùng ngươi là ta thấy vui rồi. Công chúa chỉ muốn anh ở lại với cô thôi nhưng dường như anh có vẻ không thích. Đào Hồng bảo Xuân Tử sao lại dám từ chối? Cô chưa bao giờ thấy công chúa của cô nói chuyện với nô tài như vậy đâu. Xuân Tử bảo thật sự là có điều khó nói. Đó là Cảnh Phi yêu cầu anh đến cung Thuận Tường để làm thái giám tổng quản. Công chúa không tin Cảnh Phi lại để mắt tới Xuân Tử. Ngày mai ta phải đến đó nhận chức rồi. Công chúa bảo thế thì anh đến chỗ Cảnh Phi ở đi. Nhưng khi nào mà ta muốn ngươi đến quét mạng nhện thì ngươi phải đến ngay lập tức. Nhưng mà cô cũng đừng có ngày nào cũng tìm ta đấy nhé. Sức khỏe của ta có giới thiệu. Bên cung Thuận Tường, Cảnh Phi đang sốt ruột trông ngóng sao chưa thấy Xuân Tử đến. Một nô tài bảo chắc là anh đang đi trên đường rồi. Vừa nói xong thì Xuân Tử đến cung kính thỉnh giáo cô. Cô bảo giờ là người trong nhà rồi không cần đa lễ. Xuân Tử nghĩ bụng ai là người một nhà với cô chứ. Cảnh Phi bảo anh từ giờ về sau ngoan ngoãn ở đây hầu hạ cô. Hoàng thượng không có con trai, để anh trai ta làm thái tử thì sau này ngươi sẽ là đại tổng quản. Xuân Tử nghĩ bụng không ngờ Cảnh Phi lại là chuyên gia bánh vẽ như vậy, nhưng Xuân Tử cũng không quên nói lời cảm ơn ân đức của Cảnh Phi. Lục Vương gia hỏi Xuân Tử chạy đi đâu mà anh ta tìm nửa ngày không thấy. Nói rồi Lục Vương gia lại lôi anh đi chơi mạc trược. Xuân Tử khen Lục Vương gia thông minh vì biết dùng trúc để làm mạc trược. Lục Vương gia còn dẫn anh tới chỗ làm mạc trược và bảo đám thuộc hạ làm nhanh lên thì sẽ có thưởng. Xuân Tử bảo Cảnh Phi đừng giận Lục Vương Trịnh Sang. Anh ta càng quần áo là lượt như vậy thì sẽ càng trở thành mục tiêu công kích của Bát Vương gia và Tứ Vương gia. Cảnh Phi bảo Xuân Tử còn ít tuổi vậy mà đã biết lo xa nghĩ rộng. Dạ ta nguyện vì nương nương mà giải quyết mọi khó khăn. Thôi bổn cung thấy mệt rồi muốn nghỉ ngơi, anh lại tới cởi y phục cho cô. Xuân Tử nghĩ việc này phải để nô tỳ làm chứ sao lại cứ bảo anh không biết. Thấy anh ngây ra Cảnh Phi lại giục. Xuân Tử đành vừa cởi áo cho Cảnh Phi anh vừa phải nhắm mắt. Cô liền hỏi anh nhắm mắt làm gì thế. Anh bảo không muốn mạo phạm đến nương nương. Cảnh Phi khen anh là nô tài hiểu pháp tắc nên cô cho phép anh nhìn. Xuân Tử vừa nhìn vào bộ ngực của Cảnh Phi thì cô ôm nhẹ anh và bảo, kể mà ngươi không phải là thái giám có phải tốt không? Thấy vậy Xuân Tử không chịu nổi, nương nương, có muốn thụ thụ phấn không? Nói xong anh lại thấy sợ nên bảo vì sợ cô đơn nên muốn an ủi cô vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Xuân Tử vừa rời đi thì Cảnh Phi nghĩ bụng vừa rồi phía dưới của anh ta có cái gì vậy, lại còn cấn cấn thế, mặc xà cà. Cảnh Phi hỏi bức tranh của Hương Phi là do chính tay Xuân Tử vẽ sao? Anh thừa nhận đúng như vậy. Vậy ngươi hãy vẽ cho ta một bức để ta dâng lên tặng Hoàng Thái Hậu. Nhưng nhất định phải đẹp hơn bức của Hương Phi nha. Lúc này công chúa lại đến. Cảnh Phi hỏi cô đến làm gì? Công chúa bảo tới tìm Xuân Tử có việc. Bỗng nhiên nghe tới đây anh thấy đau lưng lạ thường. Anh nghĩ bụng không giữ được cái lưng này rồi anh phải mau trốn về chỗ Hoàng Thượng thôi. Cảnh Phi giọng chế nhạo bảo không ngờ thái giám tổng quản của cô có bản lĩnh lớn vậy, có thể làm cho công chúa đích thân đến tìm. Ta tìm hắn để đi chơi trò chơi thôi. Xía, công chúa mà rảnh thì học lễ nghi đi. Đến thái hậu của ta còn chưa nói thế thì Cảnh Phi nói những lời này chẳng có tác dụng gì đâu. Nói rồi công chúa bỏ đi. Cảnh Phi lẩm bẩm đúng là cái đồ có người sinh mà không có người dạy. Xuân Tử sang chỗ công chúa chơi. Cô bảo anh đừng có tưởng trốn sang cung Thuận Tường làm thái giám tổng quản mà cô không có cách lôi được anh về. Công chúa muốn chơi mạc trược cùng Xuân Tử nhưng 4-5 ngày nữa mạc trược mới làm xong. Lúc ấy anh hứa sẽ sang dạy công chúa chơi ngay lập tức. Chẳng còn trò gì chơi. Xuân Tử đi nấu ăn cho công chúa và Đào Hồng. Thật không ngờ anh nấu còn ngon hơn cả đầu bếp hoàng gia. Anh còn mang rượu ra để cùng nhậu. Ba người họ cùng ăn uống say vắt lưỡi rồi cùng dìu nhau nằm trên cùng một chiếc giường. Và thế là hôm ấy Xuân Tử được ngủ cùng hai mỹ nữ. Sáng hôm sau công chúa tỉnh dậy thấy anh đang ngủ say. Cô nghĩ bụng không được để Hồng Đào biết Xuân Tử là thái giám giả. Cô lớn tiếng quát anh chán sống rồi sao dám nằm ngủ cùng giường với cô. Xuân Tử cũng đoán là công chúa không muốn Hồng Đào biết anh là thái giám giả nên mới nói vậy. Anh cũng vội mặc quần áo rồi quỳ xuống xin tha mạng. Ngươi đã làm gì bọn ta rồi? Dạ, hôm qua mọi người đều uống say nên tôi dìu mọi người đi ngủ, sau đó thì không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Đào Hồng cũng mê mẩn tạ lỗi vì đã nằm ngủ cùng giường với công chúa. Xuân Tử nhấn mạnh anh là thái giám thì làm gì công chúa được chứ. Công chúa bảo Đào Hồng ra ngoài để cô kiểm tra xem Xuân Tử có phải là thái giám thật không. Công chúa lại nằm xuống giường khiêu gợi Xuân Tử. Ngươi lại dùng cây gậy 7cm của ngươi đánh ta đi. Xuân Tử nghĩ bụng sao công chúa biến thái quá vậy. Trời ơi, thế này ai mà chịu được chứ. Công chúa thủ thỉ, đánh ta đi mà. Xuân Tử liền nhào vào hôn vào cổ cô. Rồi hắn lại dùng cây gậy 7cm của mình trừng phạt cô công chúa nhỏ.
Xuân Tử dặn dò công chúa chuyện này chỉ có hai người biết, không được để cho người ngoài biết nhé. Công chúa muốn bỏ hoàng thượng phong quan cho Xuân Tử để anh có thể đường đường chính chính cưới cô, nhưng Xuân Tử không đồng ý. Nói rồi anh vội vàng về cung của Cảnh Phi. Công chúa lẩm bẩm lần sau sẽ khiến anh không ra khỏi giường được. Nhìn thấy Vương Phi, Xuân Tử liền tìm cách né tránh mà không được. Thấy vậy cô bảo tưởng ngươi làm thái giám tổng quản là không quen ta nữa. Ta tìm ngươi có việc, nhưng Xuân Tử vội từ chối vì còn phải về hầu hạ Cảnh Phi. Anh về bảo Cảnh Phi là đã chơi mạt chược với công chúa cả ngày, lại còn phải nấu ăn cho công chúa nữa. Cảnh Phi vẫn có chút nghi ngờ lời nói của anh. Anh khoe còn uống rượu say sưa nữa. Cảnh Phi dường như vẫn không tin, lại hỏi anh đến cung Thuần Chiêu làm gì. Anh đành bảo trên đường về gặp Vương Phi tìm anh có việc, mà nô tài như anh không dám kháng lệnh nên đành phải làm theo. Ta về đó để vẽ tranh. Cảnh Phi lấy làm lạ bảo chẳng phải tranh đã vẽ xong rồi sao. Xuân Tử bảo Hương Phi nhờ anh vẽ vài bức tranh cho các nương nương khác nữa. Cô nghĩ bụng Hương Phi đã bắt đầu lôi kéo bè phái rồi đây. Thấy vậy cô liền cho phép Xuân Tử sau này có thể đến bất kỳ nơi nào, nhưng phải chú ý quan tâm đến hành động của những người đó và báo cáo lại, đặc biệt là Hương Phi. À, ngươi vẽ tranh cho ta xong chưa? Xuân Tử bảo đã vẽ xong, lát sẽ đưa tới. Hoàng thượng giới thiệu Xuân Tử với bát vương gia và hỏi nghe nói Xuân Tử phát minh ra trò chơi mặc chiếc gì đó phải không? Anh đáp hai hôm nữa sẽ làm xong ạ. Người đi giục họ làm nhanh một chút vì ta cũng tò mò muốn chơi. Anh vừa đi khỏi thì bát vương ra bảo hoàng thượng rằng anh cảm thấy Xuân Tử không bình thường. Người cũng thích Xuân Tử sao? Ai ra ta là đàn ông mà thích sao được? Hoàng thượng cũng lờ đi bảo có gì đâu. Là thái giám thì đã là không bình thường rồi còn gì. Xuân Tử tìm đến chỗ làm mặc trược thì được biết cửu công chúa đã cho người lấy trước rồi. Anh hỏi họ nếu làm bộ khác thì bao giờ xong. Họ bảo phải mất 2-3 ngày gì đó. Nhưng anh yêu cầu chỉ được làm trong một ngày. Xuân Tử tìm đến chỗ công chúa. Vừa hay Đào Hồng đang không biết chơi thế nào và mong ngóng anh đến dạy. Công chúa chưa chọc Đào Hồng, ngươi cũng thích Xuân Tử hay sao? Đúng lúc ấy anh tìm đến cung Thuần Chiêu. Công chúa liền đuổi Đào Hồng ra ngoài. Xuân Tử, ngươi đã mấy ngày không tới tìm ta rồi, không nhớ ta sao? Xuân Tử bảo phải mang mặc trược về chỗ hoàng thượng, sẽ làm cho cô bộ khác sau vì bộ này làm bằng trúc không xứng với người như cô đâu. Đừng tưởng là ta thích ngươi mà không dám giết ngươi đâu nhé. Nói rồi cô cho người lôi Xuân Tử ra đánh một trận tơi bời. Đúng lúc này Hương Phi đi qua liền ngăn cản công chúa đánh Xuân Tử, nhưng cô không nghe. Hương Phi bảo công chúa đúng là không biết phép tắc gì cả. Cô đồng đành đáp cả hoàng cung ai cũng biết điều đó mà đâu cần Hương Phi lên mà dạy dỗ. Hương Phi bảo nô tài thì cũng là con người, nhưng công chúa cứ khăng khăng nô tài là nô tài, thậm chí còn chẳng bằng con chó nữa. Công chúa hô tiếp tục đánh. Cảnh Phi tới hỏi rốt cuộc người của cô đã làm gì công chúa mà lại bị cô đánh như vậy. Công chúa giả bộ khóc lóc kêu Xuân Tử bắt nạt cô nên cô muốn dạy dỗ tên nô tài một chút ấy, thế mà Hương Phi lại xía vào. Cảnh Phi bảo thôi thì đánh cũng đánh rồi, hãy tha cho cái mạng chó của hắn đi. Xuân Tử về phòng bôi thuốc. Công công bảo Xuân Tử còn may chán chứ thái giám trong cung chết dưới tay công chúa không đến 10 người thì cũng phải 8 người rồi. Xuân Tử hỏi không ai quản cô ta sao? Thực ra trừ hoàng thượng ra thì ai dám động vào công chúa chứ. Xuân Tử tưởng Cảnh Phi là mẹ của công chúa, nhưng hóa ra Cảnh Phi chỉ là thím thôi. Bôi thuốc xong công công đi về. Cảnh Phi hỏi Xuân Tử còn những chuyện gì anh đang giấu cô nữa. Xuân Tử cảm ơn nương nương đã cứu mạng. Cảnh Phi nói thẳng nếu không phải vì anh hữu dụng thì còn lâu cô mới cứu cái mạng của anh. Xuân Tử chán chường lẩm bẩm xuyên không mà chết mất. Mẹ ơi, con muốn về nhà, con không muốn làm thái giám xuống hưởng nữa đâu. Đào Hồng mang thuốc tới cho Xuân Tử. Cô bảo thực ra công chúa chỉ định dọa anh thôi, mà anh ngờ Hương Phi tới nên công chúa mới giận cái chém thớt đánh anh xé mất mạng. Anh hỏi thế công chúa có đi cùng Đào Hồng đến không thì cô bảo không. Anh lẩm bẩm đúng là hồ cái. Công chúa bước vào hỏi ai là hồ cái. Đào Hồng chẳng phải cô bảo công chúa không đến sao? Công chúa chưa chọc anh nhưng anh không thích nên cô bảo Đào Hồng để thuốc lại rồi đi về. Công công bẩm báo Cảnh Phi rằng Xuân Tử là một người có y thuật cao ngang với thái y trong cung. Cảnh Phi chăn trở không biết anh ta còn bao nhiêu bí mật đang giấu giếm. Cô liền cho gọi Xuân Tử đến và bảo anh giấu nghề thật đấy, lại còn biết cả y thuật nữa cơ à. Dạ chỉ là học mót thôi. À, tranh của nương nương đã xong rồi đấy ạ. Ta sẽ thưởng cho ngươi. Cô còn bảo dạo này Hương Phi hình như khó chịu trong người nên dặn anh đến xem thử xem thế nào. Xuân Tử sang chỗ Hương Phi xem sao thì cô bảo bị cảm phong hàn. Ok, tiện đây để ta khám cho cô xem. Vì ngoài cảm lạnh ra ta thấy cô có vẻ khí huyết không thông. Nói rồi anh cầm tay Hương Phi lên bắt mạch. Nếu cô tin ta thì để ta bốc thuốc cho. Xuân Tử về bẩm Cảnh Phi là thuốc của Hương Phi có vấn đề nên mới đổ bệnh. Chắc chắn có người âm mưu gì rồi. Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ kéo dài quá trình hồi phục. Anh cũng nói luôn chỉ có anh và Cảnh Phi biết chuyện này thôi. Cảnh Phi gật gù bảo tốt lắm. Hương Phi không thể xảy ra chuyện được. Dù không thích Hương Phi nhưng Cảnh Phi vẫn đưa thêm thuốc bảo cho vào thuốc của Hương Phi. Tối về Xuân Tử mở thuốc ra xem. Vì có chút am hiểu về y thuật nên anh biết được thành phần của thuốc có gì. Anh nghĩ không hiểu Cảnh Phi định làm gì. Chẳng nhẽ là sợ Hương Phi sẽ sinh hoàng tử sao? Sáng hôm sau Xuân Tử đến rắc thuốc cho Hương Phi. Sau khi nô tỳ đi khỏi, Xuân Tử vẫn lưỡng lự không biết có nên thả thuốc của Cảnh Phi dặn vào không. Cuối cùng anh quyết định cất nó đi.
Vừa lúc đó Hưng Phi đến nói lời cảm ơn anh vì đã cứu mạng cô. Anh khiêm tốn bảo không có gì, anh cứu cô cũng chính là cứu bản thân mình mà. Hưng Phi hỏi sao anh lại biết cô đang bệnh. À, Cảnh Phi nói cho ta biết. Hưng Phi định đề cập tới bí mật của hai người để tìm hung thủ hãm hại ném anh vào phòng cô lúc trước. Đúng lúc đó Hoàng thượng đến hỏi thăm sức khỏe của Hưng Phi và cho cô thuốc quý. Hoàng thượng tò mò sao Xuân Tử lại ở đây. Hưng Phi bảo anh là thái giám tổng quản của Cảnh Phi đến hỏi thăm cô. Người thăng chức cũng nhanh nhỉ. Hưng Phi, nàng vừa nhắc tới bí mật gì vậy? Có thể chia sẻ với trẫm không? Hưng Phi chột dạ. Xuân Tử liền nhanh miệng bảo bí mật đó là có người đã hạ độc vào thuốc của Hưng Phi nên bệnh tình của cô mãi không tiến triển. Hoàng thượng hỏi sao ngươi biết? Anh bảo trước kia tổ tiên nhà anh cũng hành nghề y mà. Hoàng thượng liền bảo công công tìm hiểu xem ai là người đã hại Hưng Phi. Về phòng uống thuốc xong, Hưng Phi hỏi sao ngươi nói như thế? Chắc là sợ ta nói ra bí mật của ngươi sao? Hương Phi dặn chỉ cần Xuân Tử ngươi nghe lời ta thì ta sẽ bảo đảm cho ngươi bình an vô sự. Hương Phi tâm sự cô luôn hướng về nước Chu của mình và mục đích của cô bây giờ là giết chết hoàng đế Trịnh Sảng, bảo đảm an toàn cho nước Chu. Xuân Tử bảo cô giết hoàng đế này thì lại sẽ có hoàng đế khác lên ngôi. Hoàng đế mà chết, các vương gia tranh giành ngôi vị sẽ ngày càng loạn lạc. Hương Phi thủng thẳng bảo nhưng như vậy nước Chu tạm thời sẽ được bình an. Lệ Phi đến thăm Hương Phi, nhìn thấy Xuân Tử, Lệ Phi chọc anh đã lên chức tổng quản rồi cơ à? Cô dặn dò anh tối qua cung tìm cô. Xuân Tử nghĩ bụng, chẳng nhẽ lần trước hoàng thượng sai anh đến ngủ với Lệ Phi đã bị cô nhận ra. Lệ Phi mắng nô tỳ hầu hạ kiểu gì mà để Hương Phi bệnh tình như vậy, đặc biệt là cô muốn nhấn mạnh vào Xuân Tử khiến anh trở dạ. Sau đó Lệ Phi mượn gió bẻ măng ra lệnh cho người vào lôi anh sang cung của cô ta. Thấy vậy Hương Phi bảo Xuân Tử là người của Cảnh Phi chứ không phải thuộc hạ của ta, vì Cảnh Phi nghe tin ta bệnh nên đã phái Xuân Tử đến thăm ta thôi. Nói xong cô bảo Xuân Tử đi về và cho cô gửi lời cảm ơn tới Cảnh Phi. Chân mình thấy Xuân Tử chịu khổ nên khuyên anh tránh xa công chúa sang một chút. Theo ông nghĩ thì trong ba vị vương gia ai có khả năng giành được ngôi vị hoàng đế nhất? Trần Bình có vẻ ngạc nhiên rồi nhìn anh. Nhìn ta làm cái gì chứ? Nói đi. Cái này ta cũng không nói trước được. Nhưng mà về sức mạnh quân sự thì Lục vương gia có hy vọng rất lớn. Bây giờ hoàng thượng thế lực yếu, cuộc đấu tranh giành ngai vàng ngay lập tức sẽ diễn ra khốc liệt, bao gồm cả đấu tranh trong hậu cung. Ông lại tò mò hỏi Xuân Tử nghĩ thông rồi hay sao? Anh bảo thông cái con khỉ. Chỉ là thay vì ở thế bị động chi bằng chủ động ra tay, trước tiên nên kiếm một cây đại thụ để dựa vào, sau đó chờ thời cơ hành động. Bây giờ tình thế đang là Hương Phi muốn giết hoàng thượng, rồi lại có người muốn giết Hương Phi nhưng không biết là ai. Sau đó là Cảnh Phi lại bảo Xuân Tử ta theo dõi Hương Phi, rồi hôm nay Lệ Phi lại đến chỗ Hương Phi làm ta sợ hết hồn. Bọn họ đều không phải là người tốt đẹp gì. Trần Bình cảm thấy toàn bộ những mâu thuẫn trong cung đều hướng về Hương Phi, đều hướng về hoàng thượng thì có. Thế thì phải xem ai có đăng quyền dẫn binh trong tay. Hương Phi biết ta là thái giám giả rồi, và lại ta vẫn muốn Hương Phi đưa ta ra khỏi cung. Khi nào thượng thọ của Hoàng Thái Hậu bắt đầu vậy? Trần Bình bảo sau ngày mùng 10, hơn nữa Hoàng thượng sắp phê chuẩn đơn xin từ chức của Bách Lý Liệt rồi. Xem ra chỗ Cảnh Phi cũng không phải là địa điểm lâu dài. Chủ ý này là của ta mà lâu như vậy rồi Hoàng thượng mới đồng ý. Lần trước ta nghe trong triều có người bảo phía sau Cảnh Phi có người chỉ đạo, hóa ra người đó là Xuân Tử ngày sao. Nếu như Bách Lý Liệt bị mất quyền cầm quân thì hắn và Cảnh Phi coi như phế vật rồi, còn nếu vẫn cầm quân thì các đại thần khác sẽ không để yên. Hai người đang thì thầm thì công công bước vào hỏi không phá hỏng việc của hai người đấy chứ. Xuân Tử thấy vậy bèn tìm cách chuẩn. Công công dặn Trần Bình 3 ngày nữa người canh gác biên giới Lương Quốc là Vũ Hầu sẽ cử con gái đến, nên Trần Bình người nhớ chuẩn bị chu đáo. Cảnh Phi bảo 3 ngày nữa con gái của Vũ Hầu là Vũ Tinh Tinh sẽ đến để mừng thọ Hoàng Thái Hậu. Nếu bát vương gia mà lấy Vũ Tinh Tinh này thì tình thế không ổn lắm. Xuân Tử nghĩ bát vương gia và tứ vương gia đều sẽ không lấy con gái của Vũ Hầu vì bọn họ đâu có ngốc rất rắc rối. Xuân Tử nghĩ Vũ Hầu cho con gái đến cũng chỉ là để xem xét tình hình thực tế. Xem ra ông ấy đã chuẩn bị quân đội rồi. Cảnh Phi khen Xuân Tử đúng là thiên tài, càng ngày cô càng thấy thích anh. Cô dặn từ giờ sẽ yên tĩnh theo dõi tại cung điện của Hoàng Thái Hậu. Cảnh Phi dâng lên Hoàng Thái Hậu quà của Lương Quốc để người nếm thử. Hoàng Thái Hậu đã dặn dò hoàng tử rằng đất nước nhiều năm chiến tranh, cuộc sống của bách tính bị ảnh hưởng nặng nề nên năm nay không làm tiệc thượng thọ nữa, do vậy bà chỉ gọi vài người đến thôi. Công chúa chạy tới chúc mừng Hoàng Thái Hậu và bảo Đào Hồng mở tranh ra cho bà xem. Bà khen bức tranh đẹp quá, không hổ danh là ái nữ của bà. Lúc này Vũ Tinh Tinh bước vào quỳ xuống vấn an Hoàng Thái Hậu. Cô bảo cha cô bận nên đặc biệt sắp xếp cho cô đến để chúc mừng Hoàng Thái Hậu. Vừa hay Hoàng thượng cũng đến. Hoàng Thái Hậu bảo Hoàng thượng rằng Tinh Tinh đã lớn thế này rồi đấy, bà muốn làm mối Tinh Tinh cho Hoàng thượng. Thấy vậy Cảnh Phi tức tối đầy vơi. Xuân Tử nhanh nhẹn bảo nhưng Hoàng thượng đâu có đồng ý đâu, xem ra lần này Tinh Tinh về tay không rồi. Đang bàn mưu tính kế thì Cảnh Phi nhận được lệnh của Hoàng thượng tước quyền dẫn binh của Bách Lý Liệt. Cô hỏi Xuân Tử phải làm thế nào. Xuân Tử bảo lần này Bách Lý Liệt dẫn quân là do chủ ý của Hoàng thượng. Xuân Tử nhận định lần này chỉ là Hoàng thượng muốn làm một thử nghiệm thôi. Hơn nữa sau chuyện này Hoàng thượng sẽ tín nhiệm Lục vương gia hơn. Nương nương không muốn anh họ Lục vương gia của ngài lấy ngai vị thái tử sao?
Cô đương nhiên là muốn điều đó hơn ai hết. Hoàng thượng lại cho người gọi Xuân Tử sang. Thấy hoàng thượng nằm trên giường, Xuân Tử nghĩ bụng lại, chuyện gì thế này? Hoàng thượng định làm gì mình? Lễ mừng thọ của hoàng thái hậu Xuân Tử ngươi làm rất phong phú. Nghe nói tranh chữ của Hương phi, Cảnh phi, Lệ phi và công chúa đều là một tay ngươi viết cả. Xuân Tử, ngươi không chỉ biết làm thơ lại còn biết vẽ tranh. Ai ra, tôi chỉ là muốn mọi người vui vẻ thôi, muốn mọi người vui. Thế còn hoàng thượng ta không vui thì sao? Ngài dạo này có chuyện gì không vui sao? Ngươi biết rồi đó, chuyện xin từ chức của tướng quân Bách Lý Liệt. Mặc dù ta đồng ý cho ông ấy từ chức, nhưng nên biết rằng đối với một người tướng quân nhiều năm mà nói thì việc tức binh quyền còn khó chịu hơn là giết họ. Xuân Tử, ngươi có dự kiến gì không? Xuân Tử nghĩ bụng, vị hoàng đế này thật là thông minh, chắc là người đã đoán được là do Xuân Tử ta bày ra chủ ý này với Cảnh phi rồi. Dạ, việc tức quyền dẫn quân của Bách Lý Liệt có thể sẽ làm cho nước nhà suy yếu đó. Hoàng thượng chăn trở, tình trạng của ông ta bây giờ đang đe dọa trực tiếp tới giang sơn của hoàng thượng. Xuân Tử có ý kiến, Bách Lý Liệt có một đứa con. Nếu bây giờ bắt đứa con ấy vào cung để làm con tin chiêu đãi tử tế và đồng thời không tước quyền dẫn quân của ông ta nữa, như vậy ông ta sẽ cảm kích hoàng thượng vô cùng. Ngươi đúng là một nhân tài, chỉ tiếc là để ngươi ở bên chỗ Cảnh phi thì hơi lãng phí. Xuân Tử tiếp lời, nếu như bắt con của Bách Lý Liệt về cung thì ta nắm chắc được 5 điểm trong tay. Nhưng nếu để Bách Lý Liệt thật lòng muốn từ bỏ quyền dẫn quân thì lúc đó kể cả một điểm cũng khó. Hoàng thượng sẽ nghe Xuân Tử lần này và ra lệnh cho anh đi bắt con của Bách Lý Liệt vào cung. Hoàng thượng sẽ thưởng lớn, người sẽ sắp xếp cho hộ vệ cùng đi với Xuân Tử, nhưng Xuân Tử bảo ta chỉ cần đi một mình là được. Công công hỏi hoàng thượng sao mà lại tin tưởng Xuân Tử vậy, và nhắc nhở rằng hắn ta là người bên cạnh Cảnh phi, nhưng thực ra hoàng thượng chính là đang lợi dụng điểm này để tận dụng Xuân Tử thôi. Bách Lý Liệt đã hơn 50 tuổi rồi, cũng khó để sinh con thêm. Nếu như ông ta có thể để con của mình trong cung, điều đó chứng tỏ là ông ta sẽ rất trung thành. Còn về phần Xuân Tử thì không nên coi thường, hắn là người tuổi trẻ tài cao, Xuân Tử lại được lòng Cảnh phi. Thực ra Xuân Tử là một fan cứng của dòng phim Xuyên Không, nên anh đã chuẩn bị hết các kịch bản để đối phó với trường hợp cung đấu như này rồi. Hoàng thượng bảo công công đi thông báo cho các vệ binh ở biên giới Lũng Tây phải đặc biệt lưu ý đến Bách Lý Liệt, có chuyện gì phải thông báo kịp thời. Ngoài ra ngày mai sẽ phái một sứ giả đi theo Xuân Tử. Nghe tin hoàng thượng bảo Xuân Tử đi Lũng Tây, Cảnh phi tròn mắt ngạc nhiên. Xuân Tử bảo hoàng thượng muốn anh ra đó hỏi thử Bách Lý Liệt xem bao giờ thì giao quyền dẫn binh. Hơn nữa hoàng thượng còn sai cả hộ vệ đi cùng, nên là anh cũng là bất đắc dĩ thôi. Cảnh phi trách Xuân Tử đã đưa ra chủ ý khiến Bách Lý Liệt từ chức, bây giờ vì thế mà anh của cô mới bị tước quyền. Cảnh phi tức tối hỏi Xuân Tử ở cạnh cô rốt cuộc là có mục đích gì. Anh thẳng thắn bảo là do cô tự điều ta tới chứ đâu phải ta thích đâu. Cảnh phi bực bội bảo vậy ý ngươi là lỗi của ta sao? Xuân Tử lại được ta trình bày thêm, nhưng cô bực mình bảo anh đừng có khua môi múa mép nữa đi. Cô không còn tin Xuân Tử nữa. Xuân Tử bảo cô hãy nghĩ lại xem mục đích của cô là gì. Cảnh phi nghĩ bụng nhìn anh ta bình tĩnh vậy, sợ là hoàng thượng đã đồng ý điều gì rồi. Tiểu tử ngươi thử nói ta nghe xem. Xuân Tử ôn tồn bảo cô thử nghĩ mà xem. Hoàng thượng giữ quyền dẫn quân cho anh em bên ngoại không mấy thân thích. Nếu đổi lại cô là hoàng thượng thì cô có đồng ý không? Nghe vậy cô lại hỏi anh vậy bây giờ nên làm thế nào? Đây là cơ hội cực kỳ hiếm. Có những thứ phải có mất thì mới có được. Ta đã đưa ra chủ ý với hoàng thượng là bắt đứa con của tướng quân Bách Lý đến kinh thành làm con tin, như vậy thì ông ấy sẽ không mất quyền điều binh. Nghe xong Cảnh phi không đồng ý, vì đó là cháu độc đinh của nhà Bạch Lý, làm sao mà có thể cho vào cung bất chấp để cho người khác sắp đặt được. Đúng là đàn bà, đồ vô liêm sỉ, dám ăn nói với ta như vậy à? Xuân Tử lại mau mồm xin tha tội rồi bảo cô có thể nghe anh phân tích một chút không? Nếu như con của Bách Lý mà vào cung thì chắc chắn sẽ được làm quan, tận hưởng sự giàu có, không phải lo cơm ăn áo mặc. Còn hoàng thượng không chỉ sẽ cho người theo dõi mà còn cho người bảo vệ con của Bách Lý, vì cậu ấy không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu cậu ấy mà có chuyện gì chắc chắn tướng quân Bách Lý sẽ tạo phản. Hơn nữa con của Bách Lý vào cung biết đâu được giữ chức vụ gì đó, có thể mua chuộc quan chức trong triều. Như vậy Cảnh phi lại có thêm một thanh kiếm giết người. Anh tự tin chuyện này mà thành, chắc chắn hoàng thượng sẽ thưởng lớn. Cảnh phi sẽ tự tay viết một bức thư để khuyên tướng quân đồng ý. Vậy là ý đồ của Xuân Tử đã thành. Công công dẫn thị vệ đến cho Xuân Tử. Thị vệ này sẽ đi cùng và bảo vệ cho anh trong suốt quãng đường đi. Công công dặn dò thị vệ trên đường đi phải hết sức cẩn thận và phải bảo vệ cho Xuân Tử, vì đây là lần đầu tiên hắn ra khỏi cung. Anh trai của Cảnh phi nhận được thư của cô liền đưa cho con trai xem. Cậu con trai thắc mắc sao Cảnh phi lại muốn mình vào hoàng cung, ở biên giới Lũng Tây chẳng phải là tốt hơn sao? Con vẫn không hiểu ý của cô con rồi. Bây giờ các quan trong triều đang luận tội cha, chính là sợ hãi trong tay chúng ta có quyền điều 10 vạn binh lính. Theo như ý của cô con thì cha cứ thử xin từ chức với hoàng thượng, nhưng không ngờ hoàng thượng lại đồng ý, lại còn phái một tên thái giám cùng thị vệ đến để thuyết phục cha. Cậu con trai bảo chẳng phải chỉ là một tên thái giám thôi sao? Ông bảo con trai nếu có thể vào hoàng cung thì có thể giúp cô của anh. Là Cảnh phi một tay đưa Lục Vương ra chiếm lấy ngai vàng, sau đó nhà Bạch Lý có thể lên như diều gặp gió. Còn ghét nhất là đại thần trong hoàng cung, những cái phấn đấu quyền lực đó thật sự là không được. Chẳng phải chúng ta đã phản lại nhà họ Trịnh? Câm miệng, lần sau cấm được nói những lời này ra. Đúng lúc đó Xuân Tử và thị vệ đến,
anh kính cẩn diện kiến. Ây ra Xuân Tử công công đường xá xa xôi đến đây mời vào trong, không biết là ngài đến đây với mục đích gì. Xuân Tử thẳng thắn bảo hoàng thượng phái anh đến để hỏi ông tại sao đang điều quân tốt như vậy lại sinh tương chức. Lẽ nào có điều gì khó nói sao? Chẳng giấu gì ngài ta đã trấn giữ danh giới nhiều năm rồi, tuyệt đối trung thành với hoàng thượng. Ta nghe nói trong cung có người tố cáo ta nên ta đành xin hoàng thượng từ chức giao lại quyền dẫn binh. Thứ nhất là để thể hiện sự trong sạch, thứ hai giao lại quyền cầm quân. Bọn chết tiệt trong triều sẽ không thể vạch tội ta được nữa. Tướng quân yên tâm, hoàng thượng vẫn tin tưởng ông tuyệt đối. Bây giờ nước Chu đang dục dịch manh động rồi, ông là trụ cột của đất nước, ta đi đường xa không được nghỉ ngơi, ngài cho phép ta nghỉ ngơi một lát đã. Ta đã chuẩn bị tiệc rượu để đón tiếp ngài. Vậy ông có rảnh không, ta muốn từ từ nói chuyện, lúc nào bổn tướng cũng sẵn lòng chờ đợi. Nhưng mà chuyện này ta không muốn có người khác cùng tham gia. Ông đã hiểu ý Xuân Tử và liền chấp thuận. Xuân Tử đi vào trước cậu con trai bảo cha dù sao cũng chỉ là một tên hoạn quan thôi mà lại còn tổ chức tiệc rượu nữa, xem con xử lý hắn thế nào. Im đi, ngươi vẫn cứ thô lỗ như vậy, không nhìn thấy còn có thị vệ kia sao? Vậy người thị vệ đó đang theo dõi hai bố con ta sao? Hãy bình tĩnh và đừng nóng vội để xem Xuân Tử nói thế nào đã. Ông dặn thằng con tối nay đừng có tham gia nữa mà hãy lén lút theo dõi tên thị vệ kia. Trong bữa ăn ông hỏi Xuân Tử người thị vệ có phải là người lân cận của hoàng thượng không? Quả nhiên bị ông đoán trúng rồi. Chính vì thế nên ban nãy anh mới bảo ông là từ từ nói chuyện. Không biết Cảnh Phi có ý gì nhỉ? Nếu như ta đoán không lầm thì trước khi ta đến đây Cảnh Phi đã sửa lại thư rồi ha. Bách Lý Liệt cười lớn bảo quả nhiên là không ngoài dự đoán. Em gái ta nhìn người chuẩn thật, nói thật là trước khi anh đến, em gái ta đã viết một lá thư dặn ta nhất định phải cố gắng hết sức giúp vương gia Trịnh Sàng chiếm lấy ngai vàng. Lục vương gia giống như hoàng thân, còn bát vương gia và tứ vương gia thì đang nhìn chằm chằm vào ngai vàng. Phu này cạnh tranh công khai và bí mật, nên Cảnh Phi muốn giúp đỡ ông đưa con trai vào cung. Hơn nữa như thế hoàng thượng sẽ phải nể mặt ông và phong cho con ông một chức quan. Đến lúc đó chúng ta đứng trong bóng tối giúp Lục vương gia và con trai ông lôi kéo nhân tài, thế là việc sẽ thành công. Nghe anh nói đầy sức thuyết phục, Bách Lý Liệt vui vẻ bảo sẽ cho con trai theo anh về kinh. Ông còn khen anh tuổi còn trẻ mà đã được hoàng thượng trọng dụng, tương lai sẽ sáng lạn lắm đây. Xuân Tử khiêm tốn bảo anh có được ngày hôm nay đều là nhờ Cảnh Phi nên anh sẽ dốc sức vì cô ấy, nếu có nguy hiểm thì cũng không để liên lụy tới cô ấy. Bách Lý Liệt chúc rượu Xuân Tử và bảo sau này có yêu cầu gì cứ nói, ông sẽ cố gắng hết sức. Xuân Tử vừa về cung liền tới chỗ hoàng thượng. Người hỏi mọi việc giải quyết xong rồi à? Anh liền ngồi xuống đấm bóp cho hoàng thượng và bảo nhờ hồng phúc của người cả. Bách Lý Liệt sao dám trái lời? Còn tôi chỉ là múa mép một chút thôi, nói cho cùng cũng đều là nhờ sự uy nghiêm của hoàng thượng. Ngươi đừng có khiêm tốn, vì chậm biết ngươi đã hao tâm tổn trí thế nào. Ngươi muốn thưởng gì nào? Không cần thưởng gì cả, có thể chia sẻ lo lắng và giúp hoàng thượng giải quyết vấn đề là tôi vui rồi. Đúng là mồm mép láo lỉnh, ta là đàn ông mà, đàn ông ngưỡng mộ phụ nữ là lẽ thường tình. Nhân cơ hội anh vừa vuốt ve bàn tay hoàng thượng, sau đó tranh thủ định hôn cô nhưng đã bị cô đẩy ra, rồi bảo Xuân Tử đến nội hành am làm người giám sát. Hoàng thượng dặn anh hãy để mắt tới thằng con trai Bách Lý Hùng Phong, nếu có biến động nhỏ gì phải kịp thời báo cáo. Xuân Tử nghĩ thầm đây là cái bẫy gì nữa không biết. Công công hỏi hoàng thượng sao lại muốn Xuân Tử đi giám sát Bách Lý Hùng Phong. Cô bảo vì chủ ý này là hắn ta đưa ra, người cũng là do hắn đưa về, hơn nữa còn dính líu tới Cảnh Phi, để xem hắn có hữu dụng hay không. Hoàng thượng hỏi công công còn thị vệ đi cùng hắn ngày hôm đó nói thế nào. Ông kể sau khi Xuân Tử gặp Bách Lý Liệt chỉ nói một chút về sự bất công, buổi tối thì mới nói chuyện tỉ mỉ, nhưng mà thị vệ bị Hùng Phong chút say nên không được việc gì, đúng là đồ vô dụng. Tại cung Thuận Tường, Cảnh Phi đang hỏi thăm sức khỏe của anh trai mình. Cô cứ yên tâm, sức khỏe của cha ta rất tốt, đây là trong cung nên phải gọi ta là nương nương. Cháu có thấy hoàng thượng chưa nhận chức gì không? Cháu chưa thấy nói gì, mới chỉ bố trí chỗ ở thôi, cháu chỉ cần ở trong cung có việc gì có thể tìm cô. Đúng lúc này thì Xuân Tử về tới, Cảnh Phi liền hỏi theo anh thì Hùng Phong giữ chức gì thì phù hợp. Anh bảo thống lĩnh Ngự Lâm quân, vì như vậy thì Trịnh Sàng sẽ nhiều hổ thêm cánh, tương lai muốn cướp ngôi vị hoàng đế cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Cảnh Phi tấm tắc khen Xuân Tử là phúc tinh của cô, Hùng Phong lăn tăn hoàng thượng sẽ không dễ dàng để anh nhận chức đó như vậy. Xuân Tử bảo yên tâm vì hoàng thượng vừa cho anh làm giám sát ở nội hành am, mà Ngự Lâm quân lại thuộc trong số đó. Cảnh Phi nổi giận đùng đùng, ngươi dám lợi dụng ta sao? Đó là lệnh của hoàng thượng, ta đâu dám kháng chỉ. Cảnh Phi, ngài cứ yên tâm, vì ta có ngày hôm nay là nhờ cô nên cho dù có đi tới đâu thì ta cũng sẽ dốc hết sức lực vì cô. Trần Bình biết tin Xuân Tử được thăng chức, ông vui lắm, ông bảo đúng là thái tử trên trời cao phù hộ cho anh. Xuân Tử bảo dạo này anh sống rất vui, bắt đầu cảm nhận được sức mạnh của quyền lực. Trần Bình bảo Xuân Tử yên tâm vì ở nội hành am có người thân tín của thái tử năm xưa, đó là Triệu Thiên, thống lĩnh Ngự Lâm quân. Đã nhiều năm như vậy rồi, ai mà biết ông ta có thay lòng không, vẫn nên cảnh giác một chút. Chỉ cần anh có nhu cầu thì ta sẽ liên lạc với người đó bất cứ lúc nào. Hoàng thượng đang bối rối vì con gái của Vũ Hầu vốn dĩ đến là để hòa hiếu kết giao, vậy mà không ngờ trên đường về lại bị sát hại. Hoàng thượng không biết ăn nói với Vũ Hầu thế nào nữa đây.
Công công bảo Vũ Hầu đã trấn giữ biên giới nhiều năm, ông ấy còn là con nuôi của Hoàng Thái Hậu nên sẽ không nổi loạn đâu. Xuân Tử đến Hoàng thượng liền bảo chắc anh đã nghe chuyện Tinh Tinh, con gái của Vũ Hầu bị sát hại rồi nhỉ, theo ngươi thì ai là người giết cô ấy? Xuân Tử với kinh nghiệm xem cung đấu nhiều năm liền đoán người giết Tinh Tinh chắc hẳn là người mà không muốn cô ấy được gả cho bất kỳ vị vương gia nào trong triều. Vì trong tay Vũ Hầu là cả một quân đội hùng hậu nên anh đoán là chính anh em của Hoàng thượng giết. Hoàng thượng tức giận bảo Xuân Tử mau điều tra chuyện này, cho dù là ai ta cũng sẽ không nương tay để có thể ăn nói với Vũ Hầu. Xuân Tử nhận lệnh điều tra cái chết của Tinh Tinh. Tổng cộng có 3 người chết, anh tìm thấy trong tay một tên có mảnh vải nhỏ. Theo Trần Bình thì mảnh vải này không hề đơn giản. Nó là gấm, làm bằng tơ lụa và sa tanh từ Lệ Châu, là đồ trong cung sao. Thế là họ liền bắt tay vào tìm kiếm. Sau một hồi tìm kiếm, Trần Bình đã tra được thông tin của loại vải này. Trong năm vừa rồi chỉ nhập vào có mấy loại, hơn nữa màu của loại vải này chỉ có 10 loại. Trừ Hoàng Thái Hậu ra, phần còn lại đều sẽ chia cho Hoàng Hậu và các vị nương nương. Xuân Tử bảo vậy thì đơn giản, chỉ cần lấy được vải vụn và đem đi đối chiếu với của bọn họ, ai mà có loại màu này thì chính là hung thủ. Trần Bình bảo không đơn giản như vậy, vì bây giờ vẫn chưa biết vải vụn trong tay hung thủ là do cố tình hay sai sót, khả năng cao là chỉ có mấy vị vương gia thôi. Xem ra phải khuấy động hậu cung để xem ý đồ của hung thủ. Xuân Tử có cách là lợi dụng Cảnh Phi, thủ tiêu tứ vương gia. Vì nếu như Tinh Tinh mà gả cho Bát vương gia thì Hoàng hậu có thể dựa vào Vũ Hầu vững như núi rồi. Hương Phi sốt ruột hỏi Xuân Tử đã tìm ra hung thủ chưa? Sao cô biết? Chuyện này đang ầm ĩ trong cung mà. Cô có gấm làm bằng tơ lụa và sa tanh từ Lệ Châu không? Có một mảnh. Cô lấy ra cho ta xem thử. Xuân Tử đưa mảnh vải nhỏ trong người cho cô xem có phải là tơ lụa và sa tanh không. Hương Phi xem một hồi rồi bảo đúng rồi, nhưng mà làm sao vậy? Cái này lấy trong tay hung thủ ở hiện trường. Vải này chỉ có thể dùng để làm quần áo cho nam thôi, nên là miếng vải ở chỗ ta vẫn chưa hề động đến. Hơn nữa cái vải này mỗi miếng chỉ có một màu thôi. Hương Phi nhớ ra trang phục mà Bát vương gia mặc từng có loại vải này. Anh bảo không thể nào là Bát vương gia sát hại Tinh Tinh được, vì chẳng phải là Hoàng thượng đã có ý định mai mối Tinh Tinh cho Bát vương gia rồi sao? Sao ông ta lại giết cô ấy làm gì? Chắc chắn là thủ phạm đã tìm cách đổ lỗi cho người khác, đó chính là Bát vương gia. Dù thế nào cũng phải có bằng chứng đã. Hai người quyết định đóng vai thích khách để đi tìm bằng chứng. Hai người lục lọi trong phòng của Hoàng hậu, thấy một chiếc hộp cũ kỹ nhưng rất thơm. Hương Phi cứ hít hà mãi, cẩn thận nhỡ là thuốc độc thì sao? Hoàng hậu giữ thuốc độc ở đây làm gì chứ? Cái hậu cung này nhiều đàn bà rắn độc lắm. Thế ta có phải không? Ai ra đi thôi, ở đây không có thứ mà chúng ta cần tìm. Về phòng, Hương Phi kêu thấy trong người nóng bức và bỏ đồ ra. Anh nghe vậy vội chuồn và bảo cô nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải đến cung Lệ Phi nữa. Cô vội níu Xuân Tử lại. Anh lầu bầu đã bảo rồi, không biết trong hộp là cái gì còn cứ ngửi mãi. Hóa ra là thuốc kích dục nên khiến cô ta cứ sấn sổ vào Xuân Tử. Ta nóng quá, ta muốn cởi quần áo ra. Xuân Tử giữ chặt hai tay cô ta lại. Dưới tác dụng của thuốc tránh thai, hai người không chịu nổi mà đành phải thụ phấn. Đến khi cô tỉnh dậy thấy Xuân Tử nằm cạnh cô hét toáng lên. Xuân Tử vội bịt miệng cô lại. Hương Phi bảo anh là đồ khốn nạn. Cô yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với cô. Đằng nào từ giờ bệnh nóng lường của cô cũng được giải rồi mà. Hương Phi tức tối đuổi Xuân Tử, cút đi, từ giờ về sau ta không muốn nhìn thấy người nữa. Anh vội vàng thu quần áo rồi chạy mất. Về đến nơi, Cảnh Phi hỏi anh điều tra vụ án thế nào rồi. Anh đưa cho cô miếng vải rồi bảo cô hỏi Hoàng thượng xem là miếng vải này đã ban cho Phi tử nào. Cảnh Phi bảo là Hoàng hậu. Theo như điều tra của ta thì cũng chỉ có Hoàng hậu và Bát vương gia mặc quần áo có loại vải này, nhưng vẫn chưa có bằng chứng cụ thể. Cảnh Phi bảo cô biết đây là cố tình gắp lửa bỏ tay người, cần phải xem là ai đã hãm hại ai. Xuân Tử nói đây là một cơ hội tốt. Ý của ngươi có phải là nhân cơ hội này để đạp đổ Hoàng hậu và Bát vương gia không? Nhưng đó không phải là đáp án. Người mà Xuân Tử muốn nhắc tới đó là Tứ vương gia. Xuân Tử bảo mặc dù chưa gặp Tứ vương gia nhưng mà anh nghĩ hung thủ lần này là ông ta, vì anh đã có bằng chứng. Ngày mai sẽ rõ. Cảnh Phi, cô hãy liên minh với Bát vương gia và Hoàng hậu để lật đổ Tứ vương gia. Còn nữa, ta muốn cháu của cô là Hùng Phong đến Ngự Lâm quân làm trợ thủ cho ta. Hôm sau, Xuân Tử đến tìm Hoàng thượng và bẩm báo là đã làm rõ được vụ án. Thấy vậy, Hoàng thượng vội đuổi công công ra ngoài. Xuân Tử bảo người mà anh nghi ngờ và cũng chính là thủ phạm thật sự đó là Tứ vương gia. Hoàng thượng hỏi anh có bằng chứng không, anh liền lấy trong người ra hai miếng vải. Miếng to là lấy từ phủ của Tứ vương gia, còn miếng nhỏ là lấy trên người hung thủ. Anh bảo loại vải này chỉ Hoàng hậu mới có, và Hoàng hậu đã cho Bát vương gia để may y phục, nhưng không hiểu tại sao nó lại có mặt ở phủ của Tứ vương gia. Hoàng thượng nghe vậy tức tối và ban chiếu chỉ đày Lệ Phi vào lãnh cung vì cô có dính líu với Tứ vương gia. Lệ Phi cam phẫn bảo sẽ truyền tin cho mọi người biết Xuân Tử là thái giám giả, chuyện đó không sai. Tuy nhiên chuyện cô và Tứ vương gia cấu kết với nhau để hại Bát vương gia thì là thật. Đúng lúc đó Tứ vương gia về tới phủ, nhận được tin này hắn liền kề dao vào cổ Xuân Tử. Anh bảo hắn cứ bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Ta chỉ là tuân theo lệnh của Hoàng thượng thôi, Tứ vương gia đừng làm khó ta như vậy. Ta thừa nhận chuyện điều tra về cái chết của Tinh Tinh là ta làm, nhưng đó là nghe theo lệnh của Hoàng thượng. Còn nếu bây giờ Tứ vương gia mà giết ta thì cứ đợi xem Hoàng thượng trừng phạt anh thế nào.
Đúng lúc đó hoàng thượng đến và đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Tứ vương gia, người muốn tạo phản hay sao? Phân tử được đà bẩm hoàng thượng là tứ vương gia muốn giết anh. Xin hãy cứu tôi. Khanh không phải lo để xem ai dám động vào khanh. Vậy là Lệ Phi sẽ bị đày vào lãnh cung, còn tứ vương gia sẽ bị đưa ra ngoài biên giới. Hôm sau Xuân Tử đến chỗ Cảnh Phi, cô khen anh làm rất tốt. Vậy là đã tiêu diệt được tứ vương gia, bây giờ chỉ còn lại bát vương gia. Cảnh Phi bảo Xuân Tử nếu như anh có thể tìm cách để lật đổ bát vương gia thì chức đại tổng quản sẽ thuộc về anh. Xuân Tử đang thong dong thì lại gặp công chúa. Anh muốn né mà không được. Sao lâu rồi ngươi không tới tìm ta? Dạo này ta bận giải quyết việc cho hoàng thượng. Khi nào xong việc thì việc đầu tiên là ta sẽ tới tìm cô. Đào Hồng Sen ngang, nghe nói ngươi đã lập công lớn với hoàng thượng nên công chúa muốn mời ngươi đến cung để chúc mừng đó. Thôi công chúa tha cho ta đi, ta không ăn thịt ngươi đâu, mau đi thôi. Đào Hồng còn chưa công chúa những lời nhạc đó. Hôm ấy công chúa ăn ngon lành và cô lại cao hứng bảo nô tài mang rượu lên, nhưng nô tài vừa mang đến nơi, Xuân Tử đứng lên làm cho rượu đổ hết. Công chúa lại mắng mỏ tên nô tài làm bao lâu rồi mà vẫn ngốc như vậy. Nói rồi cô bắt nô tài tự đánh mình cho đến khi nào ngất thì thôi, nhưng anh ngăn lại nếu cô làm như vậy thì anh sẽ về ngay lập tức. Công chúa bảo Đào Hồng ra ngoài và khóa cửa lại. Cô bảo với Xuân Tử rằng hoàng thượng sắp ra ngoài đi vi hành, có nói gì với anh không. Nghe tin này Xuân Tử mừng thầm trong lòng, cơ hội tốt để trốn đến rồi. Hôm sau hoàng thượng gọi Xuân Tử đến và bảo sáng sớm ngày mai cùng người đi vi hành, sẽ có cả công chúa cùng đi. Rồi hoàng thượng bảo thái giám Thượng Hỷ ra ngoài, cô có chuyện riêng muốn nói với Xuân Tử. Tưởng chuyện gì? Cô hỏi lâu nay anh có tới chỗ phi tử nào ngủ không? Thấy anh không nói gì, cô đoán là không đi nên liền bảo vậy tối nay đến chỗ Hương Phi đi. Tối đó anh đến chỗ Hương Phi, cô tức giận hỏi anh đến làm gì? Anh bảo hoàng thượng sai anh đến đây ngủ cùng với cô. Hương Phi vô cùng ngạc nhiên. Xuân Tử kể cho Hương Phi hoàng thượng hiện tại là giả, bởi vì hoàng thượng thật là Trịnh Sảng đã mất từ 2 năm trước. Còn bây giờ là Vĩnh An công chúa đang giả làm hoàng thượng vì tướng mạo của hai người đó giống hệt nhau. Hương Phi bảo thảo nào kể từ khi cô vào cung chưa bao giờ được thụ phấn với hoàng thượng. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đi vi hành cùng hoàng thượng. Hương Phi liền bảo đây là cơ hội tốt để giết hoàng thượng. Thôi thôi không cần động thủ, bởi vì người của hoàng hậu và bát vương gia sẽ ra tay. Chắc chắn vụ ném ta vào phòng cô rồi Hạ Xuân Dược ở đầu phim là do bà ta làm. Chúng ta sẽ lật đổ hoàng hậu và bát vương gia. Sao ngươi lại liều mạng cho Cảnh Phi và Lục vương gia vậy? Cô yên tâm đi, có những việc bây giờ ta chưa thể nói cho cô biết được, có cơ hội nhất định ta sẽ nói cho cô biết. Ngoài việc ngươi là cú giám có thai ra thì còn có việc gì nữa vậy? Cô có muốn thử xem sự lợi hại của bổn thái giám như thế nào không? Đáng ghét quá ò. Thế rồi hai người lại lao vào nhau thụ phấn. Xuân Tử về bảo Cảnh Phi cơ hội lập công của ông cháu kia đến rồi, hoàng thượng ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm đó ạ. Vậy theo ngươi lần này bát vương gia sẽ ra tay phải không? Từ lúc tứ vương gia xảy ra chuyện đến giờ bát vương gia vô cùng thận trọng. Ta muốn lần này con của Bạch Lý sẽ dẫn quân để bảo vệ hoàng thượng. Ngoài ra Lục vương gia Trịnh Sàng sẽ theo dõi bát vương gia. Lần này hoàng thượng ra ngoài là bí mật không cho người ngoài biết. Hôm sau ba người cùng ra ngoài thành. Đi được một hồi công chúa mệt và kêu chẳng có gì vui cả, còn chẳng bằng ở trong cung. Công chúa rủ Xuân Tử đi về thụ phấn. Ơ kìa, vừa mới đi được một lát thôi mà hoàng thượng bực mình bảo công chúa không thích thì về đi. Thấy hai người lèm bèm, hoàng thượng bảo đừng có ồn ào nữa, phải nâng cao cảnh giác. Công chúa chủ quan nói ban ngày ban mặt làm gì có thích khách. Vừa nói xong thì một tên thích khách xuất hiện. Hoàng thượng bảo Xuân Tử hãy bảo vệ công chúa còn lại để cô lo. Một lát sau vài tên thích khách nữa chạy ra. Các người là ai? Ai là người sai các người đến? Chỉ với vài đường cô đã hạ gục mấy tên thích khách. Đúng lúc đó thì có vài người thị vệ chạy tới hỏi hoàng thượng có sao không. Xuân Tử, ngươi đã sắp đặt hay sao? Dạ, vì đi ra ngoài nguy hiểm cho nên tôi đã bố trí vài người đi theo. Công chúa bảo sao các người bây giờ mới đến? Dạ, vì sau khi ba người đi thì 2 tiếng sau bọn tôi mới xuất phát. Hoàng thượng rất hài lòng về sự sắp xếp này của Xuân Tử. Cũng không còn sớm nữa nên ba người đi tìm chỗ để nghỉ chân. Tối đó lại có thích khách đến tận phòng tìm họ. Xuân Tử, ta đã biết trước là bọn ngươi sẽ đến. Biết trước thì đã sao, bọn ta sẽ giết hết không trừ một ai. Hoàng thượng thẳng thắn hỏi là ai phái các ngươi đến? Bát vương, Lục vương hay Tứ vương? Đúng lúc này thì Hùng Phong dẫn quân vào để giải cứu theo đúng như kế hoạch của Xuân Tử đã sắp đặt. Sau khi về cung, hoàng thượng bảo Xuân Tử đã vất vả rồi. Anh bảo anh nguyện làm mọi việc vì cô. Không biết cái miệng của ngươi đã lừa được bao nhiêu cô gái rồi. Xuân Tử liền giở trò tiến lại định hôn cô nhưng lại bị cô đẩy ra. Xuân Tử lại tìm đến chỗ Hương Phi, thấy cô mỏi mệt anh bắt mạch cho cô. Thấy anh không nói gì, cô hỏi liệu có phải cô lại bị hạ độc không. Anh đứng lên đi đi lại lại tay liên tục bấm bấm tính toán rồi hỏi cô chán ăn bao lâu rồi. Cô bảo mấy ngày rồi. Cô sốt ruột bảo anh rốt cuộc là có chuyện gì thì nói đi, không chừng cô có thai rồi. Xuân Tử vui mừng ôm cô và nói trời ơi, ta sắp làm bố rồi. Hương Phi chột dạ bảo chàng đừng có vui mừng sớm quá như thế. Ở trong hoàng cung này nếu như để người khác biết chàng cắm sừng hoàng thượng là chết không toàn thây. Sợ cái gì chứ, trước sau gì thì hoàng cung này sẽ thuộc về ta. Xuân Tử đành nói ra sự thật, anh là huyết thống hoàng gia của Đại Thanh, tên khai sinh là Trịnh Bảo. Bố của ta là anh trai của hoàng đế hiện tại, ngôi vị hoàng đế đáng ra thuộc về ta, là do Trịnh Sảng âm mưu tạo phản.
đã cùng tên gian thần thượng hủy giết cha ta cũng là hoàng thúc của hắn nên hắn mới ngồi lên được ngai vị hoàng đế. Đáng ra tất cả đều là của ta, hơn nữa ta còn mang danh minh chủ của liên minh 6 nước. Vương Phi sờ tay lên trán anh và hỏi liệu có phải chàng cũng bị cảm phong hàn rồi không? Anh thủ thì bảo cô không tin ta sao? Ban đầu chính ta cũng không tin nhưng cuối cùng người đó lại là ta. Vốn dĩ ta đã được thái giám cứu ra khỏi cung, cuối cùng thì lại quay lại đây. Lúc mới vào cung ta chỉ muốn chạy trốn thôi. Vương Phi cô yên tâm, nhất định sau này thành công ta sẽ cho cô một danh phận. Vậy tại sao khi trước anh lại ngăn cản ta giết hoàng thượng? Vì đó là Vĩnh An công chúa chứ không phải Trịnh Sảng. Trịnh Sảng thật không bấm lai nên chết lâu rồi. Ta còn phải cảm ơn cô vì đã giết hoàng thượng thất bại, nếu không có khi ta đã thành thái giám thật rồi. Đều là ý trời thôi, ta đã nói hết sự thật với cô rồi nên mong là cô tin ta. Nhưng con của ta không chờ được, Xuân Tử Bảo tứ vương gia đã bị hạ bệ rồi, giờ chỉ còn lại bát vương và lục vương thôi. Giờ bên cạnh hoàng thượng chỉ còn mỗi ta, hơn nữa người của Ngự Lâm quân đều thuộc về ta. Đến lúc đó hoàng thượng có thể hồi phục thân phận nữ nhi, còn ta có thể giành lại ngôi hoàng đế mà không phải kết hôn với ai hết. Cô sẽ thành hoàng hậu. Vậy đến lúc đó xem liệu quân nước Chu của cô có giúp được gì cho chàng không. Bị bứt dây động rừng, Thượng Hỷ vội báo tin cho bát vương, nhưng ông nghĩ lần này hoàng thượng ra ngoài thành cùng Xuân Tử và công chúa, còn ông không được biết tin nên chắc hoàng thượng sẽ không biết được là ông ta cho người ám hại ngài, hơn nữa họ cũng không có bằng chứng. Bát vương dặn Thượng Hỷ không được để cho người ngoài biết chuyện này. Chưa đầy một phút sau, một tên thị vệ vào bẩm báo Xuân Tử đem theo quân Ngự Lâm quân đang trên đường đến, nói là bát vương mưu đồ phản loạn và có dinh hữu đến việc cướp ngôi. Bát vương nghe xong xây sầm mặt mày, hỏi Thượng Hỷ phải làm sao bây giờ. Ông bảo thôi, nếu đã như vậy thì đành đối mặt với hiện thực vậy. Bát vương cuống cuồng rút kiếm, bảo mạng của ta là do ta quyết chứ không phải do trời, ai đến ta sẽ giết. Vừa nói xong thì Xuân Tử bước vào, hắn bảo sẽ giết chết anh, nhưng chưa kịp làm gì đã bị thuộc hạ của anh giữ lại và ngoan ngoãn nghe thánh chỉ của hoàng thượng. Bát vương Trịnh Bình có âm mưu tạo phản, nay ta tức vị và tống vào tù. Cuối cùng thì bát vương đã bị điên, còn Thượng Hỷ thì bỏ chạy bất tâm. Hoàng thượng bảo từ xưa đến nay hoàng quyền đều phải đổi bằng máu tươi, Thượng Hỷ nhất định phải bị bắt và đưa ra công lý. Xuân Tử nhanh chóng đuổi theo được Thượng Hỷ. Ông bảo thằng những năm làm trong cung ông để giành được tương đối nhiều của cải, ông sẽ chia cho anh một nửa, vậy 80% nhé. Ông ta nghe vậy liền bảo nếu anh tha mạng thì ông cho anh hết cũng được, nhưng mà ta họ Trịnh. Nghe vậy ông ta đã hiểu ra, anh rút kiếm xiên cho ông ta một nhát. Cảnh Phi biết tin về bát vương cô vui lắm, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tiêu diệt được Lệ Phi, Tứ Vương và Bát Vương. Cô không ngừng khen ngợi Xuân Tử, nhưng anh vẫn khiêm tốn bảo có thể gặp được Cảnh Phi là phúc ba đời nhà anh. Trần Bình Châu trực Xuân Tử về để chúc mừng. Vậy là ngày anh giành được ngai vàng chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi. Anh cũng khoe với ông chuyện Hương Phi có thai, anh sẽ làm cho cô thành hoàng hậu của anh danh chính ngôn thuận. Hơn nữa anh cần sự viện trợ từ bên ngoài chính là nước Chu. Hoàng thượng lại hỏi anh muốn thưởng gì, vẫn câu trả lời cũ là anh không cần gì cả, chỉ cần được ở bên hầu hạ cô cả đời là được. Thượng Hỷ đã đi, giờ anh là người thân cận của cô nhưng anh không muốn cả ngày bên cô vì sợ người ta nói ra nói vào. Ta đã tìm một thái giám còn giỏi hơn cả ta cho hoàng thượng ạ. Xuân Tử lại được thăng chức và từ nay về sau Ngự Lâm quân toàn quyền do anh chỉ đạo. Đúng lúc đó hoàng hậu đến, cô nói thẳng 2 năm vừa rồi hoàng thượng không hề đến chỗ cô nên hãy để cô đi khỏi đây. Hoàng hậu là bộ mặt quốc gia sao có thể nói đi là đi, xin hoàng thượng phê chuẩn. Thiếp thà đi tu chứ không muốn chịu sự thất sủng nhục nhã này, thiếp thật sự không muốn làm chức vị này nữa. Hoàng thượng cũng bất lực nói rằng sẽ xem xét sau. Xuân Tử nghĩ thầm, để ta thụ phấn hết dàn hậu cung không phải là được rồi sao. Xuân Tử cần sự trợ giúp của Hương Phi, cô bảo sẽ sắp xếp quân đội của nước Chu để hỗ trợ anh, chỉ cần anh thành hoàng thượng thì cô sẽ là hoàng hậu, anh hứa sẽ không bao giờ gây chiến tranh với nước Chu. Anh nghĩ bụng đến lúc đó ta có thể công khai thân phận minh chủ hợp minh 6 nước và đồng thời có thể thực hiện tham vọng hợp minh 7 nước rồi. Sau khi lên chức đại tổng quản, Xuân Tử ra lệnh cho thuộc hạ cung cấp danh sách những người đáng tin để anh điều tra. Còn Triệu Thiên, người cứu anh năm xưa, được phong làm thống lĩnh Ngự Lâm quân phụ trách sự an toàn trong và ngoài thành. Triệu Thiên bảo nguyện làm trâu làm ngựa vì Xuân Tử. Anh nghĩ bụng, xem ra cho dù bản thân thích thứ gì thì cũng phải tự lực cánh sinh mới có được. Cảnh Phi bảo chắc anh cũng biết chuyện dạo này Hương Phi không được khỏe. Ta không biết, ta đã ở trong cung mấy chục năm rồi, có cái gì mà ta không biết. Tốt nhất là ngươi nên thành thật, có phải ngươi là thái giám giả? Sao sao cô lại biết? Hóa ra chính cô là người âm mưu hại Xuân Tử và Hương Phi ở chung phòng với nhau để cho hoàng thượng biết và xử lý họ. Thấy vậy anh giữ chân Cảnh Phi lại và nói vậy thì chết cùng chết cô đừng hòng chạy thoát. Nhưng lúc này anh đã bị trúng độc nên không còn sức lực. Vừa hay hoàng thượng đến hỏi đã xảy ra chuyện gì, anh bảo hoàng thượng và công chúa mau đi đi, trong phòng này có độc. Nhưng không hiểu sao cả 4 cô gái đều trúng độc ngất hết, còn riêng mình anh vẫn tỉnh như sáo. Thấy vậy Xuân Tử bế cả 4 cô lên giường và hút một lúc cả 4. Cuối cùng tất cả harem trong cung đều đã thuộc về anh. Sáng hôm sau hoàng thượng tỉnh giấc, đầu tiên là ông đồ chạy, tiếp đó đến công chúa, đến lượt Cảnh Phi. Cô tát Xuân Tử bảo anh sao dám ngủ cùng giường với cô, anh tỉnh bơ bảo do cô hạ độc mà, còn về sau thế nào ta đâu có biết.
Nói rồi anh đưa Hương Phi về cung. Hoàng thượng thấy anh trong cung của Hương Phi liền bảo từ sau cứ sai thái giám đi thay anh là được. Còn Xuân Tử ngươi phải lo công to chuyện lớn trong triều. Nói rồi Hoàng thượng bảo anh theo cô về cung. Vừa đến nơi cô rút kiếm hỏi anh rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Xuân Tử nói rằng có chết dưới gươm của nàng cũng cam lòng, nhưng có ba từ muốn nói với cô là anh yêu em. Hoàng thượng nghe vậy ngất ngây rơi cả gươm và nói nếu ta xóa bỏ thân phận thái giám của chàng thì chàng có bằng lòng lấy thiếp làm vợ không? Xuân Tử bảo thời điểm này chưa hợp lý. Xuân Tử cũng khai thật thân phận của mình là Minh Chủ Hợp Minh Sáu Nước. Sau đó Xuân Tử quay về phủ của Hương Phi. Anh cần nước Chu xuất quân ngay lập tức. Âm mưu của anh trước tiên là khống chế Bách Lý Liệt, sau đó đến Cảnh Phi. Hương Phi thẳng tay tát Xuân Tử và nói anh có phải là người không? Anh đòi lấy bách tính của nước Chu ra để thực hiện cái kế hoạch điên rồ của mình. Cô hiểu sai ý ta rồi, ta chỉ là muốn nước Chu hỗ trợ ta tập trận ở biên giới thôi. Vì ngoài đó có quân của Bách Lý Liệt, nhưng cô không muốn. Cô chỉ muốn yên ổn sống qua ngày vì con của họ. Hay là hai ta trốn khỏi đây? Nàng yên tâm, ta sẽ tiêu diệt được Cảnh Phi. Bên phía Cảnh Phi cũng đang tìm cách tiêu diệt Xuân Tử, vì anh đã biết quá nhiều chuyện. Cô không biết mục đích của anh là gì, nhưng cô cảm thấy con người này nhất định phải tiêu diệt. Chuyện này đặc biệt không được để Hoàng thượng biết. Bây giờ việc Cảnh Phi quan tâm hơn cả là tiêu diệt anh, còn chuyện khác cô không để mắt tới. Xuân Tử nghe tin Bách Lý Liệt đang tích cực luyện binh, anh có chút trở dạ. Anh bảo Triệu Thiên mau chóng biến Ngự Lâm quân thành đội quân tin cậy của mình. Hiện tại hầu hết các phía đều đang chĩa vào Xuân Tử. Trần Bình kể lại chuyện mẹ đẻ của công chúa sinh cô chưa được bao lâu thì qua đời. Cô là do một tay hoàng thái hậu nuôi dưỡng. Sau một hồi phân tích, Xuân Tử đang nghi ngờ công chúa chính là em gái ruột của anh, Mạc Mạc Xả Cà. Cảnh Phi chuyển hướng nhắm vào Trần Bình vì đó là nơi đầu tiên mà Xuân Tử nhận chức. Anh đến chỗ công chúa và bảo có phải anh và cô có vết sẹo giống nhau không. Cô cũng thắc mắc, anh bảo mình cũng mang họ Trình, hai người là anh em, nhưng công chúa tưởng anh nói đùa. Cô bảo còn đang đợi anh cưới cô mà. Xuân Tử nghiêm túc bảo lời anh nói là thật. Nói rồi anh đưa cây châm cho cô xem. Cô đã nhận ra nó, nhưng cô không muốn chấp nhận sự thật anh là anh trai cô bởi vì họ thụ phấn với nhau như gà. Cô không muốn nghe anh nói gì thêm nữa. Sau khi Đào Hồng bảo công chúa là do một bà vú nuôi dưỡng, anh tìm lại bà ấy và hỏi ra thì công chúa là con gái bà ấy chứ không phải là em gái anh. May quá, suýt chút nữa là làm chuyện đại nghịch bất đạo. Anh mừng lắm, nghĩ bụng nhất định sẽ cưới cô làm thiếp. Các phi tử châm chọc Hương Phi sao mãi không có thai. Họ còn bảo cô không thích hoàng thượng mà chỉ thích thái giám thôi. Hương Phi dừng dưng uống trà không nói năng gì. Lát sau họ bảo đùa cợt tí thôi mà, sao cô có thể làm chuyện ấy với thái giám chứ. Cô bực mình tát phi tử kia một cái. Hương Phi nhận chiếu chỉ cô được làm hoàng hậu. Cảnh Phi nghe vậy tức giận sôi sục. Xuân Tử bảo Triệu Thiên phải bảo vệ Hương Phi, nhưng dường như Cảnh Phi đã đi trước một bước, hình như Hương Phi đã nằm trong tay à ta. Xuân Tử tức giận 5 lần 7 lượt hỏi cô ta đang ở đâu. Đúng lúc đó hoàng thượng xuất hiện cùng Hương Phi. Cô cũng thể hiện rõ thân phận thật của mình là nữ giới. Ai nấy đang há hốc mồm ngạc nhiên. Cảnh Phi còn giả bộ không hiểu hoàng thượng nói gì. Người bảo tiếc là Bách Lý Liệt không ở đây, không thì có thể bắt gọn tất cả trong một ngày lưới. Cuối cùng thì người phụ nữ thủ đoạn Cảnh Phi đã bị nhốt vào lãnh cung. Lục Phương Trịnh Sàng bị đầy ra ngoài biên giới. Các chức Bách Lý Liệt giải tán đội quân nhà họ Bách. Hùng Phong cũng bị chốt trong lồng cùng Cảnh Phi. Lúc này Xuân Tử nói thẳng hoàng thượng người chẳng qua chỉ là lợi dụng ta. Vậy anh có từng yêu ta không? Vấn đề này ta không muốn trả lời lại nữa. Nếu cô không tin ta thì bây giờ có thể giết ta đi. Ta tuyệt đối không oán trách. Hoàng thượng liền giơ kiếm định giết Xuân Tử thì Hương Phi vội quỳ xuống xin tha cho anh, nếu muốn giết thì hãy giết cô đi. Cô cười bảo Hương Phi đứng lên đi. Hoàng thượng yêu Xuân Tử, cô cũng nói thân phận thật của Xuân Tử cho Hương Phi biết. Anh là con trai mồ côi của vị thái tử năm xưa nên ngai vị vốn dĩ thuộc về anh. Còn chậm chỉ là Vĩnh An công chúa chứ không phải hoàng thượng Trịnh Sảng quá cố. Nói rồi anh ôm hai người phụ nữ của mình. Nô tài bẩm báo Bách Lý Liệt đã bị giết chết, có lẽ một phần là nhờ công sức của nước Chu. Vậy là cuối cùng ước nguyện hợp nhất 7 nước của anh đã thành hiện thực và anh trở thành hoàng đế mới với dàn harem múc mồm mộp của mình. Các bạn cảm thấy bộ phim này thế nào? Hãy bình luận phía bên dưới nhé. Nếu thích mình làm phim gì thì cũng bình luận cho mình biết luôn nha. Không ấy thì các bạn vào kênh mình để xem thêm nhiều bộ phim khác hay hơn nữa nha. Cuối cùng, bạn nào đang xem, kéo xuống dưới ủng hộ cho tôi. Ít thì một nút like, nhiều thì một đăng ký. Các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu tôi nói gì chưa? Xin chào và hẹn gặp lại.